Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 35. Ha ha, tôi nói cầu xin ông khi nào vậy? Tô Thương tiến lên phía trước một bước, không gian tầng thứ hai khẽ rung động, uy thế khủng bê không, ập đến, thân thể bị chèn ép của Tô Ma trở nên vặn vẹo, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ngay sau đó, Tô Thương bớn cợt nói, Tô Ma, e rằng ông vẫn chưa rõ vị trí của bản thân ông nhỉ. Bây giờ ông là tù nhân của tôi, chỉ cần trong đầu tôi ý niệm một cái thôi là ông sẽ hồn phi phách tán, tôi còn phải cầu xin ông à. Một câu nói, nếu như ông không hỗ trợ, thì tôi sẽ lập tức biến ông thành chất dinh dưỡng của tôi. Khụ, Tô Ma nhất thời sợ hãi, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó cười nói, à chuyện kia, Tô Thương, cậu đừng tức giận, tôi nói giỡn với cậu mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu chuyện này. Tôi là bạn tốt của ông cố nhà cậu, tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu đây, cậu mau thu hồi uy thế lại đi. Như vậy còn được. Chờ tôi sắp xếp. Tô Thương gật đầu, sau đó linh hồn lập tức rời khỏi tầng thứ hai của tháp hư không, trở về thế giới thực. Ngay tại thời điểm này, trong căn phòng ở Xuân Quang Lâu, Tô Thương đang ngồi khoanh chân, anh chậm rãi mở mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Lần tiến vào tầng thứ hai của tháp hư không này, anh đã biết được không ít tin tức hữu dụng, chuyến này không uổng tí nào. Thế nhưng, bởi vì mạnh mẽ tiến vào nên đã dẫn đến việc linh hồn của anh bị hao tổn, cho nên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Vốn dĩ Tô Thương định cắn nuốt hồn phách của ma tu tầng thứ hai, dùng cái này để bổ sung cho linh hồn của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì Tô Thương lại bỏ qua. Mặc kệ rốt cuộc Tô Ma là mang thân phận gì. Ông ta có quan hệ với ông cố nhà mình hay không, thì vẫn nên giữ lại người này. Đương nhiên, Tô Thương biết Tô Ma không nói thật với anh, lão già này có rất nhiều suy tính. Nhưng Tô Thương đã sống 10 vạn năm rồi, cái mà anh am hiểu nhất chính là bảo hổ lột da, chậm rãi lôi kéo, nếu không anh cũng không thể lớn lên trở thành một đời tiên đế được. Bảo hổ lột da là thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hy sinh lợi ích riêng của họ thì chắc chắn sẽ không thành công. Về phần linh hồn bị hao tổn, cũng không có tổn thương gì lớn, tu dưỡng một hồi là cũng đã khôi phục kha khá, không đáng nhắc tới. Ngày mai chính là hội võ Bách Tông, trước hết phải giải quyết chuyện tử khí đã, tránh cho Tuyết Nhi lo lắng. Tô Thương khẽ cười nói, ánh mắt theo đó cũng trở nên nghiêm túc. Đúng như đã nói lúc nãy. Anh không thèm để ý đến việc trong phạm vi trăm dặm có biến thành đống đổ nát gì hay không, nhưng anh lại quan tâm đến cảm xúc của Thiên Sơn Tuyết, không muốn để Tuyết Nhi đau buồn. Cho nên, Tô Thương nhất định phải lo liệu chuyện này. Nếu như tử khí ở trong Xuân Quang Lâu, nói vậy chắc chắn người khống chế đá tà linh có liên quan với Xuân Quang Lâu. Tô Thương ngồi khoanh chân trên giường, không hề có ý định xuống giường, anh khẽ cười nói không chừng. Xuân Quang Lâu là sản nghiệp của Quỷ Minh Tông, nếu như là vậy, thì mình sẽ cố tình gây sự ở nơi này, chắc chắn người nắm giữ đá tà linh sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tô Thương khẽ giơ tay lên, thả ra hai luồng linh khí đánh thức cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang bị làm cho hôn mê lúc nãy. Đau đầu quá, công tử, tôi bị sao vậy? Một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang trong đó đỡ đầu, lảo đảo đứng dậy. Chát! Thế nhưng, không đợi cô ta đứng vững. Tô Thương đã tát vào mặt cô ta một cái khiến cho cô ta ngã xuống đất. M thanh giòn giã vang lên trong phòng, cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này nhất thời ngây ngẩn cả người, vẻ mặt oan ức nói công tử, sao ngài lại đánh tôi? Còn mặt mũi mà hỏi tôi à? Tô Thương ngồi ngay ngắn trên giường, lờ đãng nhìn người phụ nữ một cái, sau đó lạnh lùng nói, ha ha, cô không nhìn xem cái dáng vẻ tệ hại gì của cô xem, thế mà cũng muốn tới hầu hạ tôi ư? Cút 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 ngay, nói cho quản lý của mấy cô rằng tôi muốn đổi người, bảo quản lý mấy người đưa cô gái xinh đẹp nhất Xuân Quang Lâu đến phòng tôi. Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này bị dọa choáng váng, cô ta chưa từng chịu phải oan ức như này, cho nên lập tức bật khóc. Công tử, xin công tử bớt giận. Một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang khác thấy vậy thì vội vàng tiến lên, hai cánh tay trắng như tuyết khoác lên người Tô Thương, lấy lòng nói, có chuyện gì thì từ từ nói. Nếu ngài không thích cô ấy chúng ta đổi người là được. Nói xong, cô ta nháy mắt với cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đang nằm sấp trên mặt đất, ý bảo đối phương nhanh chóng rời khỏi đây.
Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này chỉ là người bình thường, vì kiếm tiền nên mới đến phố cổ võ đang. Cô ta biết bây giờ người xuất hiện ở chỗ này đều là những người luyện võ lớn mạnh, cô ta đương nhiên không dám trêu chọc vào, chỉ có thể sợ hãi gấp ga gấp gáp rời khỏi phòng. Công tử chờ một lát, quản lý sẽ sắp xếp cho ngài rất nhanh thôi. Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang còn lại khẽ vuốt ve gò má của Tô Thương, thở nhẹ nói, bây giờ. Trước hết cứ để tôi hầu hạ công tử nhé, đảm bảo sẽ làm cho công tử thỏa. Chát! Nhưng cô ta còn chưa nói hết, Tô Thương đã giơ tay lên tát cho một cái khiến cô ta ngã xuống đất, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. Cô cũng cút luôn. Tô Thương khinh thường nói, đã bị chơi nát cả, ông đây không lạ gì. Ông đây có rất nhiều tiền, hôm nay ông muốn chơi cô gái xinh đẹp nhất Xuân Quang Lâu. Tô Thương mất kiên nhẫn nói, nếu như trong vòng 5 phút mà Hoa Khôi nơi này vẫn chưa xuất hiện trước mặt tôi, thì ông đây sẽ phá nát Xuân Quang Lâu này. Công tử, xin hãy giữ tự trọng, mặc dù tôi có thân phận thấp kém, nhưng Xuân Quang Lâu lại không phải môn phái nhỏ, ngài tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này cắn răng nói. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Ánh mắt Tô Thương chợt lạnh, lập tức phóng thích ra uy thế để ép người cô gái đang ngã dưới đất. Phụt! Khí tức khủng bố, vô cùng lớn mạnh chèn ép lên người cô gái này, khiến cho cô ta phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vội vàng cầu xin tha thứ nói, xin công tử tha mạng, tôi biết sai rồi. Cút! Vẻ mặt Tô Thương ảm đạm, không chút nể tình nói. Vâng! Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang bị thương, lau vết máu trên khóe miệng rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô nhìn Tô Thương với vẻ mặt oán giận, cô ta đã biết vị khách này đến để gây chuyện. Đuổi hai cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đi, khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên, anh khoanh chân ngồi trên giường chờ quản lý của Xuân Quang Lâu tìm tới anh. Khoảng vài phút sau, một quản lý nam dẫn theo ba cao thủ cảnh giới địa tông qua đây. Mà tên quản lý này lại là cảnh giới thiên tông cấp đỉnh phong, thực lực cũng không tính là yếu. Tại hạ là Lý Vinh, là quản lý của Xuân Quang Lâu. Ánh mắt Lý Vinh rơi lên người Tô Thương, cười xoa nói, công tử, nếu cậu không hài lòng về hai cô gái kia thì chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Sao cậu lại nổi giận làm gì chứ? Bọn họ phải nhờ vào mặt mà kiếm cơm, cậu để lại dấu ngón tay trên mặt bọn họ thì cậu bảo xem, bọn họ tiếp đãi các khách khứa khác thế nào đây? Chuyện này sao tôi biết được? Từ nãy đến giờ Tô Thương vẫn luôn ngồi trên giường, anh kiêu ngạo nói, hai người bọn họ đã chuyển lời của tôi cho cậu rồi chứ? Đã chuyển lời, Lý Vinh gật đầu. Vậy sao cậu lại không đưa người phụ nữ xinh đẹp nhất tới đây? Sắc mặt Tô Thương khó coi nói. Công tử, quả thật Xuân Quang Lâu chúng tôi có Hoa Khôi, xinh đẹp rực rỡ khó ai sánh bằng. Nhưng mà mọi người ai cũng biết, tiểu thư Lan Diệu Y từ trước giờ không tiếp khách. Người bình thường nhìn cô ấy một cái thôi đã là vinh hạnh lớn. Lý Vinh nhẹ nhàng cười nói, ngài bảo tôi dẫn cô ấy đến đây, như thế không phải là làm khó cho tôi sao, tôi nào có năng lực đó chứ. Không tiếp khách, Tô Thương nghe vậy, khó hiểu hỏi, hôm nay cô ta đến kỳ kinh nguyệt sao? Chuyện này, tôi không rõ lắm. Cậu gọi cô ta là tiểu thư Lan Diệu Y, nếu đã là tiểu thư, lại không đến kỳ thì sao lại không tiếp khách? Tô Thương chất vấn. Công tử hiểu lầm rồi, tiểu thư mà tôi nói không phải là tiểu thư trong thành phố, mà đó là xưng hô đối với những cô gái chưa lấy chồng. Lý Vinh lộ vẻ không vui, nhưng không biết thân phận Tô Thương cho nên không tức giận, sợ sẽ chọc phải người thừa kế của ngọn núi nổi tiếng thần bí nào đó. Vì thế cười nói, Lan Diệu Y là chiêu bài của Xuân Quang Lâu chúng tôi. Lúc nãy tôi đã nói, người bình thường nhìn thấy cô ấy một lần thôi đã rất khó rồi, cô ấy sẽ không đến phục vụ ngài đâu. Ha ha! Tô Thương nghe anh ta nói như vậy, thoáng chốc hừ lạnh một tiếng, vô cùng tức giận nói, đồ chó, con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là người bình thường vậy? Ông đây cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu hãy mau chóng đi tìm Lan Diệu Y đến đây. Đêm nay ông đây muốn chơi hoa khôi. Tô Thương L không tương đương mãng nói. Chơi hoa khôi? Mẹ kiếp! Thẳng thắn như vậy luôn sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba tên cao thủ cảnh giới địa tông bên cạnh nghe được những lời này, nhất thời lộ ra vẻ tức giận, bọn họ nôn nóng muốn dạy dỗ cho Tô Thương một trận, thế nhưng lại bị Lý Vinh ngăn cản. Vị thiếu gia này,
có lẽ cậu đã bế quan tu luyện quá lâu, nên không biết chuyện của giới luyện võ rồi, tôi sẽ nói với cậu một chút về cô gái tên Lan Diệu Y. Lý Vinh vừa cười vừa nói, hoa khôi Lan Diệu Y của chúng tôi, quốc sắc thiên hương, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hơn nữa, Lan Diệu Y thể chất đặc biệt, trời sinh đã là cao thủ thần tông, vừa ra đời liền có một luồng khí tức mờ ảo bao quanh, kinh động đến toàn bộ giới luyện võ. Lý Vinh nói tiếp, bây giờ, tiểu thư Lan Diệu Y tròn đôi mươi, mà đã đặt chân đến thần tông đỉnh phong, Xuân Quang lâu này, chính là cô ấy tiếp quản. Mà tôi chỉ là một quản lý nhỏ thôi, thiếu gia, cậu xem làm sao thì tôi có thể mời được cô ấy đến đây. Sinh ra đã là cảnh giới thần tông sao? Tô Thương khẽ nhíu mày, trong lòng quả thật rất ngạc nhiên, nhưng lại đùa giỡn nói, tôi mặc kệ thân phận của cô ta là gì, hôm nay tôi đây muốn chơi cô ta, bảo cô ta cút ra đây cho tôi. Ép người quá đáng, tên danh này, cậu muốn làm nhục lâu chủ của chúng tôi sao, đúng là không biết, sống chết là gì. Thân phận của lâu chủ cao quý, cao cao tại thượng, cậu là ai chứ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga à? Xuân Quang lâu chúng tôi, không phải dễ ức hiếp, mà lại để cho tên chó má nhà cậu được đà lấn tới đâu. Ba tên cao thủ địa tông, thật sự không nhịn được nữa, cùng nhau ra tay lao tới Tô Thương. Lần này, Lý Vinh cũng không ngăn cản, mà đứng ở một bên quan sát, ông ta muốn để ba người này thăm dò thực lực của Tô Thương một chút. Kết cục đúng như mong đợi, địa tông thôi mà, Tô Thương khinh thường, khua tay một cái, liền đánh bay cả ba tên địa tông kia luôn. Sau vài giây đồng hồ, cơ thể ba người kia đập vào tường, thi nhau phun ra một vũng máu đỏ ngòm. Chỉ dựa vào các ngươi, mà dám ra tay với tôi à, có biết tôi là ai không, Xuân Quang lâu không muốn tồn tại nữa hả? Vừa nói, ánh mắt của Tô Thương liền dừng lại trên người của Lý Vinh. Một vở kịch càn quấy náo loạn được diễn phát huy rất xuất sắc. Tô Thương càng hung hăng càn quấy, thì Lý Vinh càng cảm thấy thực lực của Tô Thương càng cao siêu, cho nên không dám trở mặt. Thiếu gia bất giận. Lý Vinh vội vàng chắp tay, biểu cảm áy náy, là tôi không dạy dỗ bọn họ không tốt, bọn thuộc hạ này quá láo xược rồi ạ. Thiếu gia đã hạ thủ lưu tình, các ngươi còn không cảm ơn thiếu gia đi. Lý Vinh nhìn về phía ba người nằm dưới đất, trầm giọng nói. Cảm ơn thiếu gia đã không giết. Ba người kia nhận ra rằng muốn sống thì không được chọc giận Tô Thương, nên nhao nhao quỳ xuống nói cảm ơn. Bị người khác đánh, rồi lại phải cảm ơn vì đã giơ cao đánh khẽ, chuyện này bực mình thật đấy. Được rồi, chỉ là loại run rế thôi, tôi đây không thèm so đo với các ngươi. Tô Thương không nhịn được nói, yêu cầu của tôi rất đơn giản, bảo lâu chủ Lan Diệu Y của các ngươi tắm rửa thật sạch sẽ, nằm gọn gàng trên giường của tôi. Nếu không tôi sẽ dẫn người đến phá Xuân Quang lâu này. Thiếu gia, Lý Vinh liên tục gượng cười, có điều cậu không biết, trong giới luyện võ lâu chủ của chúng tôi, xinh đẹp bậc nhất, nên các thế lực lớn đều có người muốn theo đuổi cô ấy, trong số đó không chỉ có nhân tài trẻ tuổi, mà còn có cả thiên tông, môn chủ, sơn chủ nữa đấy ạ. Những người kia thân phận cao quý, địa vị rất cao, muốn thấy lâu chủ của chúng tôi để ý tới họ một chút, còn khó như lên trời. Vậy sao cậu còn phải làm khó đám người làm chúng tôi làm gì? Lý Vinh nói tiếp, thiếu gia, như vậy nhé, tôi sắp xếp cho cậu một cô gái xinh đẹp cực phẩm của Xuân Quang lâu, để bọn họ hầu hạ cậu, bảo đảm cậu sẽ hài lòng. Dung chi tục phấn mà thôi, hơn nữa còn không trong trắng, tôi không vừa mắt. Ý chỉ những cô gái chỉ biết tô son điểm phấn, trang điểm ăn mặc dung tục, không có giáo dục cũng không có văn hóa. Tô Thương cố chấp nói, tôi nhất quyết muốn Lan Diệu Y, cô ta không nhận tiếp khách cũng được, để tôi đây làm vị khách đầu tiên của cô ta đi. Hôm nay, tôi không ngủ được với cô ta, quản lý Lý, đừng ép tôi phải dùng hết lực lượng của nhà tôi đấy. Tô Thương lạnh lùng uy hiếp. Xin hỏi thiếu gia, nhà ở đâu vậy ạ? Lý Vinh cẩn thận hỏi thăm. Tô Thương nghiêm túc nói, nhà họ Tô, ở Giang Bắc, tôi tên Tô Thương. Nhà họ Tô ở Giang Bắc sao? Lý Vinh khẽ nhíu mày, lấy một cái máy tính bảng từ trên người ra rồi bấm bấm. Xuân Quang lâu mở cửa được nhiều năm như vậy rồi, nên làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Vì muốn nhanh chóng biết được thông tin về thân phận, biết cảnh gia đình của khách hàng, cho nên bọn họ có một cái hệ thống, có thể tra ra được phần lớn các thế lực luyện võ của thiên hạ. Từ vùng núi tế trời xuống đến các dòng họ nhỏ ở thành phố,
chỉ cần có cao thủ tông sư chấn giữ thì đều xuất hiện ở trong hệ thống của Xuân Quang Lâu. Lúc này, Lý Vinh tìm tòi trong hệ thống, nhập năm chữ nhà họ Tô Giang Bắc, kết quả thông tin của nhà họ Tô liền được hiển thị ra bên ngoài. Nhà họ Tô đã thành lập được mấy chục năm, đời thứ nhất là ông chủ Tô Kiền Khôn, từng nắm giữ tam quân, cảnh giới tông sư. Còn ông ấy là Tô Thần Binh, cảnh giới hóa kình. Đời thứ ba là Tô Thương, là thiếu gia ăn chơi trác táng vô độ, sống xa hoa đồi trụy, suốt ngày ở quán bar, và không có tu vi. Căn cứ vào thông tin suy luận bên trên, đời thứ ba nhà họ Tô rất yếu, dòng họ nhận xét. Cực kém. Nhìn thấy những tin tức này, Lý Vinh bỗng không kìm nổi cơn giận. Ban đầu ông ta thấy Tô Thương hung hăng náo loạn như thế, còn tưởng rằng đối phương có chỗ thế lực chống lưng mạnh biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ mới biết, tên nhãi danh này cũng chỉ là một tên ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất dày mà thôi. Nhãi danh, cậu to gan thật đấy, suýt chút nữa thì tôi bị cậu dọa rồi, Xuân Quang Lâu là nơi mà cậu có thể gây chuyện được sao? Muốn chết à? Lý Vinh không kìm được cơn giận, nhớ lại những lời nói và dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo của Tô Thương, trong nháy mắt đã mất hết lý trí, trực tiếp ra tay. Thế nhưng, Tô Thương chỉ ngồi ở trên giường, đánh mỗi một chưởng, liền có một luồng sức mạnh được tung ra, đánh bay Lý Vinh ra ngoài. Bịch! Sau một lúc, người Lý Vinh nằm ngổn ngang trên mặt đất, phun ra một vũng máu, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng sau đó, liền cảm thấy hối hận. Vừa rồi ông ta quá manh động, bây giờ mới nhớ ra, lúc trước tên Tô Thương này, chỉ cần khua tay một cái liền đánh bại được ba tên địa tông, sao có thể là tên thiếu gia vô dụng được chứ? Hệ thống tin tức, đương nhiên đã sai rồi, nhà họ Tô này, không hề đơn giản như vậy, bản thân ông ta không nên tùy tiện ra tay như vậy. Người này tuổi còn trẻ, mà đã có được thực lực kinh khủng như thế. Tất nhiên khi muốn tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, chắc hẳn sẽ là một trong những con hắc mã tranh giải quán quân, Xuân Quang Lâu tuyệt đối không thể đắc tội được. Chuyện này nhất định phải thông báo cho lâu chủ, mời lâu chủ ra mặt giải quyết, để tránh chọc tức tới bá chủ tương lai. Nghĩ đến đây, Lý Vinh vội vàng đứng dậy nói, Tô thiếu gia bớt giận, không phải cậu muốn gặp lâu chủ của chúng tôi sao, tôi đồng ý chịu khổ, đi mời lâu chủ đến ạ. Hừ. Tô Thương lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói, đi thôi, nhớ kỹ, tôi chỉ cho ông 30 phút thôi. Trong vòng 3 phút, tôi muốn nhìn thấy lan rượu y thơm ngào ngạt, nằm ở trên giường của tôi. Tô Thương lạnh lùng cười nói, giống như không thể đợi thêm được nữa. Được được, Lý Vinh lễ phép trả lời, sau đó liền dẫn ba tên cao thủ địa tông bị thương nặng kia, vội vàng rời khỏi phòng. Lan rượu y, Tô Thương khoanh chân ngồi ở trên giường. Đọc thầm một lượt tên của lâu chủ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, có chút hứng thú với cái tên này. Trời sinh đã là thần tông. Nghe ý của quản lý, cũng không phải là người khác để Hồ Quán Đỉnh, sinh ra đã là thần tông. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Đây không phải thiên phú dị bẩm. Hoàn toàn là lừa mình dối người. Khá lắm, vừa ra đời đã là thiên tài đứng đầu rồi, một cảnh giới mà cả đời người bình thường cũng không cách nào đạt được. Tô Thương lại muốn gặp Lan Diệu Y này, xem người trời sinh đã là thần tông, có cái gì đặc biệt. Lúc này, tầng cao nhất của Xuân Quang, bên trong có một cái phòng, có thể quan sát được toàn bộ võ đang cổ trấn. Các phòng bên trong, tràn ngập khí thể màu xám. Bao quanh hết cả phòng. Đây chính là tử khí, một luồng tử khí tinh khiết rất lớn, đang phát ra uy thế rất kinh khủng. Ở giữa phòng, có một cái đài hình tròn, có một người con gái mặc áo xanh, ngồi khoanh chân trên đài tròn đó. Dung mạo cô ta, có thể nói là tuyệt, cho dù so sánh với Lý Nguyệt, thì cũng không thua kém chút nào. Nhất là khí chất của cô ta, trong trẻo thoát tục, dù cách xa 10 dặm thì cũng rất thu hút người khác. Phía trước cô gái này, là một cục đá to bằng quả trứng gà, treo lơ lửng giữa không trung. Cục đá này, chính là đá tà linh mà Tô Ma nhắc đến. Chính vì sự tồn tại của đá tà linh, cho nên các tử khí trong lầu mới không cách nào có thể thoát ra ngoài được. Không chỉ vậy, đá tà linh thần bí khó đoán, còn có thể ngăn chặn tử khí,
không bị bên ngoài giới phát hiện. Nếu như không phải Tô Thương có được linh hồn tiên đế, chắc chắn không thể phát hiện ra được. Lúc này, cô gái áo xanh kia, mắt nhắm hờ, đang hấp thụ tử khỉ trong đá tà linh, khí tức xung quanh khiến người khác kinh sợ. Cô ta chính là chủ của Xuân Quang Lâu, Lan Diệu Y trời sinh đã là thần tông. Lâu chủ, có chuyện lớn không hay rồi, dưới lầu có người đang làm loạn ạ. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Lý Vinh. Ông không cần nói, tôi cũng biết rồi. Lan Diệu Y mở ra mỹ nữ, kết thúc trạng thái tu luyện, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, nghiến răng nói, dám ra oai ở Xuân Quang Lâu, còn tuyên bố chơi. Người thô tu, xê như vậy, không thể tha thứ được, chờ đó tôi sẽ đi gặp anh ta, ông đi làm việc đi. Lan Diệu Y đã đặt chân đến thần tông đỉnh phong, phòng của Tô Thương thì ở phía dưới. Cho dù là ở trạng thái tu luyện thì cô ấy vẫn được cuộc trò chuyện của Tô Thương và Lý Vinh, trong lòng vô cùng căm ghét Tô Thương. Mở miệng là liền muốn chơi, nói một cách trực tiếp như vậy, không che giấu được nội tâm của mình một chút nào. Đây là ai thế, đến thể diện cùng không cần nữa sao? Đúng là đáng ghét. Vâng. Lý Vinh nghe thấy lời nói của Lan Diệu Y, liền đi ra xa, từ đầu đến cuối cũng không hề mở cửa phòng. Về sau. Lan Diệu Y ngẩng đầu nhìn liếc đá tà linh một cái, cánh tay thon trắng nõn không ngừng co lại, lại vài phút trôi qua, mới hoàn toàn kết thúc tu luyện, đem đá tà linh thu vào trong cơ thể mình. Pháp khí giống như vậy, đều có thể thâm nhập vào trong cơ thể, để thuận tiện mang theo. Sau đó, Lan Diệu Y liền đeo mặt nạ che mặt màu xanh, trên người khoác chiếc váy xanh dài, rồi đẩy cánh cửa gỗ ra, đứng trên hành lang, dựa vào lan can. Nhìn xung quanh toàn bộ Xuân Quang Lâu. Mau nhìn kìa, Lan Diệu Y đó. Hoa khôi Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu, chính là cô ấy, người khiến tất cả nhân tài trong giới luyện võ đều phải mê mẩn choáng váng đầu óc kìa. Bây giờ Lan Diệu Y không chỉ là hoa khôi, mà còn là lâu chủ của Xuân Quang Lâu nữa đấy, khắp các nơi trong giới luyện võ đều có chi nhánh hết nha. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng khí chất của cô ấy quá tuyệt vời luôn. Chỉ với đôi mắt kia cũng có thể giết được tôi đã bị cô ấy chinh phục rồi. Trời sinh đã là thần tông, xinh đẹp khiến ai nấy đều phải mê, kinh tài tuyệt diễm, dung mạo lại càng nghiêng nước nghiêng thành, người thích cô ấy trong giới luyện võ, có thể xếp hàng từ núi Thái Sơn đến tận Lư Sơn. Ha ha, nghe nói Tây Môn Long Ngâm của gia tộc Tây Môn, từng nói kiếp này nếu không phải là cô ấy thì nhất định sẽ không cưới, đây chính là thế lực ngang hàng với vùng núi Tế Trời. Vùng đất giữa núi và biển, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ đó. Đâu chỉ Tây Môn Long Ngâm, nghe nói Phật tử của núi Bồ Đề, chỉ một lần nhìn thấy Diệu Y mà sai lầm cả đời, vì Lan Diệu Y, mà đã hoàn tục rồi. Các nhân tài của từng tông phái lớn, có ai mà không hứng thú tới người đẹp tuyệt mỹ này chứ, nếu không phải vì thỏa thuận trước thì Lan Diệu Y sớm đã bị chiếm đoạt đi rồi, dù sao thì trụ cột của Xuân Quang Lâu cũng không đủ mạnh để giữ cô ta lại. Nói ra thì, Lan Diệu Y cũng là một kẻ đáng thương, thuở nhỏ đã không được tự ý quyết định cuộc sống của bản thân, quanh quẩn giành giật sự tự với các nhân tài, không biết cô ấy còn có thể kiên trì được bao lâu. Thông tin của các người cũng hơi chậm đấy, Lan Diệu Y đã trưởng thành rồi, theo tôi được biết thì, người theo đuổi cô ấy đã nhận ra, người nào lấy được vị trí đứng đầu của Đại hội Võ Thuật Trăm Phái năm nay, thì người đó sẽ có tư cách cưới Lan Diệu Y. Cái này được đấy. Giới luyện võ thuận theo ý trời, người đứng đầu sẽ trở thành minh chủ, vậy Lan Diệu Y này chính là minh chủ phu nhân, tuyệt sắc giai nhân làm minh chủ phu nhân, đây cũng là kết cục tốt nhất cho cô ấy rồi. Chấm chấm chấm. Lời bàn luận của mọi người, Lan Diệu Y nghe rõ ràng mồn một, lúc này cô ta lộ ra một nụ cười gương. Nếu như có thể, ai lại đồng ý để tương lai của mình bị khống chế trong tay kẻ khác chứ? Cô ta dựa vào cái gì mà chỉ có thể phụ thuộc vào những người mạnh, rồi biến mình thành đồ chơi của bọn con trai đó chứ? Lan Diệu Y không chấp nhận. Không ai biết rằng, bên ngoài cô ta kinh doanh Xuân Quang Lâu, nhưng thực ra lại quản lý Quỷ Minh Tông hơn 100 năm trước, khiến giới luyện võ ai nghe thấy cũng phải sợ mất mật. Tông chủ của Quỷ Minh Tông đời trước, đã tu luyện tới cảnh giới kết đan rồi. Đá tà linh là pháp khí không giả, lại không cách nào trấn áp được triệt để. Mỗi ngày đều đau đến nỗi không sống nổi. Cho nên, tông chủ của Quỷ Minh Tông đem công pháp và đá tà linh, truyền cho Lan Diệu Y, sau đó liền đặt chân đến tinh không cổ lộ,
rời khỏi trái đất. Cô ta là tông chủ của Quỷ Minh Tông, đồng thời cũng là thành viên duy nhất của Quỷ Minh Tông. Không sai. Bây giờ Quỷ Minh Tông, chỉ còn lại mỗi một mình cô ta. Tông chủ đời trước, thấy cô ta trời sinh đã là cảnh giới thần tông, căn cốt rất tốt, liền nhận cô ta làm đệ tử. Những năm gần đây, tuy trong đầu Lan Diệu Y có công pháp tu chân, nhưng lại không tu luyện. Bởi vì cô ta trời sinh đã là thần tông, không nỡ từ bỏ tất cả chân khí của bản thân. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt nhất là, tu luyện ma công của Quỷ Minh Tông, phải giết hại người dân, trong lòng Lan Diệu Y vẫn còn sự lương thiện, nên không ra tay được. Do đó, Lan Diệu Y lợi dụng đá tà linh, để tiến bộ nhanh nhất ở Đại hội Võ Thuật Trăm Phái, tròn 20 tuổi, mà đã đặt chân đến thần tông đỉnh phong rồi. Khi cô ta biết được những người theo đuổi mình kia, lại coi cô ta là đồ đặt cược của Đại hội Võ Thuật năm nay, cô ta liền nảy ra ý định muốn dự thi. Thế nhưng, quyết định của các trụ cột các tông phái lớn, là cấm cô ta dự thi, bởi vì cô ta trời sinh đã là thần tông, khác hẳn với người bình thường khác, trong độ tuổi của cô, không ai có thể so sánh được. Nếu như nàng tham gia Đại hội Võ Thuật Trăm Phái, thì đại hội này căn bản cũng không cần tổ chức nữa, mà trực tiếp có thể trao giải cho ta luôn rồi ấy. Ngoại trừ cô ta ra, năm nay còn có một người, cũng bị cấm dự thi. Người kia chính là Thiên Sơn Tuyết của núi Cửu Phong. Lan Diệu Y thường xuyên so sánh bản thân mình với Thiên Sơn Tuyết, cô ta rất hâm mộ bối cảnh xuất thân của Thiên Sơn Tuyết. Không như bản thân mình, chỉ là một nhánh bèo trôi của giới luyện võ, phiêu bạt theo gió mưa. Cho dù bên cạnh có rất nhiều người quan tâm mình, trong đó cũng không thiếu những nhân tài là người thừa kế của các ngọn núi nổi tiếng. Nhưng Lan Diệu Y biết rất rõ, những người này không thực sự quan tâm bản thân mình, tất cả đều không có ý tốt gì. Ôi! Cái mạng của mình, thật là khổ quá đi. Vì sao tôi lại phải chịu sự tra tấn này vậy? Trong lòng Lan Diệu Y không ổn định, một hạt giống thù hận, dần dần nảy sinh trong lòng. Cuối cùng, cô ta quyết định, Đại hội Võ Thuật Trăm Phái năm nay, nhất định chính cô ta sẽ phá rối nó, phá đến nỗi giới luyện võ không được bình yên mới thôi. Tông chủ đời trước khi mất, đã từng nói với Lan Diệu Y, bên trong đá tà linh, đã chứa đựng đầy đủ tử khí. Một khi khởi động, dù có cách xa trăm dặm cũng không còn một ngọn có nào hết. Từ Thiên Tông trở xuống, sẽ mất mạng ngay lập tức, Thiên Ông trở lên, cũng phải bị thương nặng. Hơn nữa, chỉ cần tế đã tà linh, thì trong nháy mắt, Lan Diệu Y sẽ bước vào cảnh giới trúc cổ, chắc chắn sẽ có quyền lên tiếng. Những ngày tháng cô ta phải xã giao với các nhân tài của các tông phái lớn đã đủ rồi, đại hội và thuật trăm phải năm nay, phải có một kết thúc thôi nhưng trước đó. Lan Diệu Y muốn hung hăng dạy dỗ cái tên Tô Thương kia một trận, nhất định phải để anh ấy sống không bằng chết. Người này thật là ghê tởm. Nhớ lại cuộc trò chuyện của Tế Thương và Lý Vinh, khuôn mặt Lan Diệu Y liền tình lặng như nước đi xuống phòng dưới lầu. Tiến vào phòng của Tô Thương trước mắt bao nhiêu người. Tình hình gì đây nhỉ, sao Lan Diệu Y lại vào trong phòng kia chứ? Người trong phòng đó là ai vậy, sao lại có thể được Lan Diệu Y tiếp đãi chứ? Lan Diệu Y từ trước đến nay không tiếp khách, trừ khi là thiên tài của những ngọn núi nổi tiếng, cô ta mới biểu diễn tài nghệ của bản thân. Không đúng, lầu 4 Xuân Quang Lâu mới có đại nhân vật chuyên bao phòng, theo lý thuyết thì khách ở lầu 3 không có tư cách nhận được sự tiếp đãi của Lan Diệu Y chứ. Đông đảo khách trong đại sảnh, tận mắt thấy Lan Diệu Y tiến vào gian phòng của Tô Thương, nhất thời bàn luận ầm ĩ. Mọi người đừng đoán nữa. Lúc này, Lý Vinh đứng trên cao, nói như thật, phòng này có khách quý, đến từ Giang Bắc, tên là Tô Thương. Nói đến nhà họ Tô, chính là một gia tộc khó lường, trong đó tiền bối mạnh nhất, chỉ là cảnh giới tông sư, lại bồi dưỡng được một vị có thể chống lại thiên tông đỉnh phong, tên Tô Thương, khiến cho người người kính nể. Lý Vinh cố ý nói ra thân phận của Tô Thương, mục đích là để khiến Tô Thương có thêm kẻ thù. Lúc trước ở trong phòng, Tô Thương hành động lỗ mãng, khiến anh ta mất hết mặt mũi, Lý Vinh sớm đã ghi hận trong lòng. Nhưng anh ta lại lo lắng Tô Thương có được thành tựu cao, nên không dám đối nghịch với Tô Thương, những người ngưỡng mộ lâu chủ đông đảo, người khác có làm gì đi nữa cũng không liên quan gì đến anh ta. Quả nhiên, khách trong Xuân Quang Lâu sau khi nghe Lý Vinh nói, lập tức sôi sục lên. Nhà họ Tô ở Giang Bắc, chưa nghe nói qua nha.
mạnh nhất chỉ là cảnh giới tông sư, cái gia tộc bỏ đi đó, căn bản không được bước vào đây rồi, riêng người giữ cửa của nhà tôi cũng đã là địa tông rồi nha. Đừng phun ra bậy bạ nữa, không nghe người quản lý nói hay sao, nhà họ Tô có một thiên tài thiên tông đỉnh phong đó, quả thật cũng đâu có yếu. Thôi đi, có lẽ cũng là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh mà thôi, có đáng là gì đâu chứ, thiên tài của núi Thanh Thành năm nay tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, đã có đến hai thiên tông đỉnh phong rồi. Phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, ý mỉa mai Tô Thương. Trong nhà không có bối cảnh, sau lưng không có gốc gác, cái tên Tô Thương này sao lại nhận được tiếp đãi của Lan Diệu Y chứ, tôi không phục. Chấm chấm chấm. Các vị yên lặng một chút. Lý Vinh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, sau đó thở dài một hơi nói e ra, mọi người có chỗ không biết rồi, lâu chủ của chúng tôi cũng không phải chủ động tiếp đãi, mà là bị Tô Thiếu gia ép buộc. Lúc trước Tô Thiếu gia gây chuyện, náo loạn trong phòng, trừ khi Hoa Khôi của Xuân Quang Lâu tiếp khách, nếu không thì sẽ phá Xuân Quang Lâu. Mọi người đều biết, Xuân Quang Lâu chỉ có một vị Hoa Khôi, đó chính là lâu chủ Lan Diệu Y. Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, Tô Thiếu gia thiên phú vượt trội, tôi không phải đối thủ của anh ta, cũng sợ đắc tội anh ta, nên phải báo lại với lâu chủ. Lý Vinh mặt mũi đầy vẻ bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên Tô Thiếu gia này, tính cách thật tệ quá đi, anh ta không chỉ bắt lâu chủ của chúng tôi tiếp đãi, mà còn nói thẳng là muốn. Ai ya, tôi xấu hổ khi nói quá đi. Lúc này, phía dưới có một người hỏi, anh ta muốn làm gì? Tô Thiếu gia muốn. Lý Vinh thừa nước đục thả câu, sau khi dừng lại một lúc mới cắn răng nói, cậu ta muốn lâu chủ của chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường cậu ta nói muốn, chơi. Lâu chủ của chúng tôi. Tô Thiếu gia nói chuyện, cực kỳ thô thiển, không chút giấu giếm gì, lúc ấy tôi nghe được cũng thấy sững sờ. Lý Vinh nhìn về phía căn phòng của Tô Thương, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, cũng không biết lâu chủ của chúng tôi có nguy hiểm hay không, ai ya, thôi thì xem như là số mệnh của cô ấy vậy. Chơi, Lan Diệu Y. Vù vù. Lý Vinh vừa nói lời này ra, hiện trường lập tức như nổi trận lôi đình, hoàn toàn muốn bùng nổ. Cái thá gì vậy chứ, chơi, sao, chấm con mẹ nó mất hết tính người rồi hả? Vị trí của Lan Diệu Y ở giới cổ võ như thế nào chứ? Đây chính là mỹ nhân mà đa số thiên tài đỉnh phong đều muốn quỳ gối đó, ai cho cậu ta dũng khí mà nói ra những lời hoang đường như vậy chứ? Người không biết thì không sợ, người khác thì không nói đến, chứ Tây Môn Lũng Ngâm giờ này đang ở võ đang cổ trấn, nếu như anh ta biết được thì cái tên Tô Thương này chắc chắn phải chết rồi. Ha ha, còn có Phật tử của núi Bồ Đề, vì Lan Diệu Y mà chuyện rời khỏi núi Bồ Đề còn làm ra được, nếu biết có người muốn chơi, chỉ sợ họ sẽ đại khai sát giới mất. Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hoàng Sơn, những thiên tài ở ngọn núi nổi tiếng này, đều là người theo đuổi Lan Diệu Y, bây giờ đều đang ở võ đang cổ trấn, còn sợ không gây khó dễ được Tô Thương hay sao? Tối nay, Tô Thương không chết thì tôi ăn cứt, chiên rán hầm xào, tôi phải ăn chục cân. Sau cuộc phẫn nộ kinh hoàng, mọi người nhốn nháo lộ ra nụ cười hóng xem náo nhiệt. Lúc này, trong Xuân Quang Lâu, tất nhiên có tai mắt của các đại thiên tài, có được tin tức này, lập tức rời khỏi Xuân Quang Lâu, nhanh chóng về báo cáo với các bề trên của mình. Lý Vinh đã nhìn thấy mọi chuyện, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm, kết luận Tô Thương chắc chắc không còn đường sống nữa. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, trong phòng, Tô Thương khoanh chân ngồi trên giường, ánh mắt nhìn lên người Lan Diệu Y đang ngồi cách đó không xa. Mà Lan Diệu Y cũng đang nhìn Tô Thương, trong mắt lóe lên vẻ dị thường. Võ Đang cổ trấn không thể giết người, đây là quy tắc của núi Võ Đang. Vì thế, vốn dĩ Lan Diệu Y định tàn nhẫn mà hành hung Tô Thương một lúc, để cảnh cáo Tô Thương. Có điều, sau khi nhìn thấy Tô Thương, Lan Diệu Y liền nhận ra được, trong cơ thể Tô Thương có một khí tức cường đại. Người này, thật không đơn giản. Vì thế, Lan Diệu Y không tùy tiện ra tay, mà chính là đón nhận ánh mắt của Tô Thương, tỉ mỉ quan sát đối phương. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau gần 2 phút. Tô Thiếu gia, những lời mấy người kia nói bên ngoài, chắc hẳn anh cũng nghe được chứ. Cuối cùng, Lan Diệu Y tiên phong phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói, bây giờ, anh vì những lời đã nói của mình, mà thấy hối hận rồi sao?
Tô Thương gật đầu, từ trên giường đi xuống, khẽ cười nói, hối hận rồi. Hừm, coi như anh biết thân biết phận, nếu đã như vậy, anh ra ngoài nói xin lỗi tôi, lấy lại danh dự cho tôi, chuyện này coi như xong. Lan Diệu Y lạnh lùng nói. Nếu như Tô Thương vẫn không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục nói năng lỗ mãng, cô ta tất nhiên sẽ không buông tha cho đối phương. Nhưng bây giờ Tô Thương đã nhận sai, Lan Diệu Y cũng không muốn làm lớn chuyện, để tránh mọi người chú ý. Dù sao kế hoạch của cô ta, cũng là lúc khi đại hội võ thuật trăm tông phái kết thúc, sẽ phóng ra tử khí trong đá tà linh, giết hại phạm vi trăm dặm, đồng thời trực tiếp đặt chân đến trúc cơ, uy thế thiên hạ. Trước lúc đó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Xin lỗi. Ai ngờ, Tô Thương lại cười nói, ha ha, thật ngại quá đi, e rằng cô đã hiểu lầm ý tôi rồi. Là tôi hối hận thật, nhưng hối hận chuyện sao mình lại trì hoãn thời gian dài như vậy, đáng ra phải trực tiếp tìm đến cô, chơi cô lâu rồi chứ. Tô Thương giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua cằm Lan Diệu Y, nhếch miệng lên nói, mỹ nhân phong độ giống như cô mà chơi muộn một phút thôi. Trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi đây này. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lan Diệu Y đột nhiên sờ sững, thần sắc của khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ lộ ra vẻ mê người. Ra tay rồi. Bắt đầu ra tay sờ ét không ạng rồi. Cho đến bây giờ, người theo đuổi cô ta, tất cả đều một mực cung kính, giữ khoảng cách với cô ta, sợ nếu mạo phạm thì sẽ khiến cô ta bất mãn. Nhưng người thanh niên trước mắt này, lại có thể trực tiếp lao vào sờ cằm của cô, điều này khiến cho Lan Diệu Y bất ngờ, vì thế nhất thời không kịp phản ứng gì. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt Lan Diệu Y trầm xuống, toàn thân chân khí phun trào, trong mắt đầy sát ý, giọng điệu lạnh lùng nói, Tô Thương, anh là người đàn ông đầu tiên sờ vào tôi, được, được lắm. Lan Diệu Y nổi giận, sát ý trỗi dậy. Cái tên Tô Thương này, không chỉ có nói chuyện ngông cuồng, muốn chơi. Hơn nữa còn dám sờ cô. Liên tục những hành động thô bỉ thấp hèn như vậy, cơn tức này Lan Diệu Y nuốt không trôi, nhất định phải giết kẻ này. Ha ha, cuối cùng cô cũng biết được mùi được đàn ông sờ hả, đây là một chuyện tốt đó nha. Nhưng ai ngờ, Tô Thương lại đưa tay sờ lên cằm Lan Diệu Y lần nữa, cười nói, cô Lan Diệu Y, kỳ thật, khi tiếp xúc với loại thân thể như thế này, tôi không hề có cảm giác gì cả. Chúng ta còn có thể làm một số chuyện còn thoải mái hơn đó, hi hi. Tô Thương cười xấu xa nói, trên mặt biểu lộ như cực kỳ muốn ăn đòn vậy. Tất nhiên, đấy là anh cố gắng giả vờ, mục đích đúng là để Lan Diệu Y ra tay giết mình. Anh đã cảm nhận được, lượng chân khí trong cơ thể Lan Diệu Y phát ra, không khác biệt mấy so với Thiên Sơn Tuyết. Cái người gọi là quản lý Lý Vinh đó, cũng không nói láo. Lan Diệu Y tất nhiên là thần tông đỉnh phong. Cảnh giới này, muốn giết Tô Thương, lại không phải vấn đề gì lớn. Nhưng Tô Thương cũng không phải không có sức đánh trả, đá thiên ẩn cùng với chỉ xích thiên nhai, dễ dàng tránh né được vài phút, hoàn toàn có năng lực chạy trốn, đến lúc đó tìm Ali hỗ trợ, có thể đánh ngược lại Lan Diệu Y. Có điều, Tô Thương không muốn chạy trốn, vì anh biết, ở võ đang cổ trấn không thể giết người. Vì thế, Tô Thương cố gắng chọc giận Lan Diệu Y, để Lan Diệu Y vô cùng căm hận chính mình. Mà Lan Diệu Y, cho dù là thần tông đỉnh phong, cũng không thể ngay lập tức mà đánh chết Tô Thương được. Vì để che giấu tai mắt người khác, Lan Diệu Y chắc chắn sẽ chọn đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng thủ đoạn tấn công mạnh nhất. Nếu như cô ta thật sự dùng đá tà linh, tất nhiên ở thời điểm này sẽ xuất ra ngoài. Đây chính là mục đích của Tô Thương. Cái gì? Anh còn dám sờ tôi. Giờ này phút này, Lan Diệu Y cực kỳ phẫn nộ, cơn phẫn nộ như lên tới đỉnh điểm, răng như muốn cắn nát hết rồi. Tên đáng chết này, sau khi sờ mình một lần, còn dám sờ lần thứ hai nữa hả? Chuyện này cô ta hoàn toàn không ngờ đến, vì thế mới không có phòng bị trước. Khuôn mặt ngọc của Lan Diệu Y ửng đỏ, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảm giác bị sờ vừa nãy, cả người giống như bị điện giật vậy. Nhưng không biết vì sao, cái loại cảm giác này giống như có một chút tuyệt vời, cô ta thế mà không cảm thấy phản cảm gì, chỉ là cực kỳ phẫn nộ thôi. Sờ mình. Sao anh ta dám sờ mình hai lần chứ? Rất nhanh, Lan Diệu Y kịp phản ứng lại, lửa giận trong lòng ngập trời. Không được. Tô Thương phải chết. Tô Thương, tôi giết anh.
Lan Diệu Y cắn chặt răng, ánh mắt run lên, ngón tay ngọc ngà thon dài lập tức liền đánh về phía Tô Thương. Đến đúng lúc lắm. Tô Thương khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sớm đã có chuẩn bị cả rồi. Mở ra đá thiên ẩn, thi triển chỉ xích thiên nhai, cơ thể anh ấy trong nháy mắt liền biến mất. Hửm. Lan Diệu Y vồ hụt, vội vàng thu hồi uy thế trong bàn tay lại, sợ phá hủy căn phòng. Hi hi, em yêu, anh ở đây mà. Sau một giây, Tô Thương đột nhiên hiện thân, xuất hiện ở trước mặt Lan Diệu Y, trực tiếp kéo khăn che mặt của Lan Diệu Y xuống. Lập tức, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lộ ra bên ngoài. Gương mặt này, đẹp hơn những người phụ nữ khác đến 99,9999%, đâu chỉ là vạn người mới có một chứ, phải là tỷ người cũng không tìm ra một người như vậy mới đúng. Ừng ực, Tô Thương sờ sững đứng nhìn, nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Ở kiếp trước, anh từng thấy rất nhiều tiên nữ, nhưng những người đó so với Lan Diệu Y thì thua kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói nhan sắc của cô ta vượt qua Lý Nguyệt, Thiên Sơn Tuyết hay Ali. Mà chỉ có thể nói những người con gái này, mỗi người một vẻ, không thể đặt chung một chỗ để so sánh được. Lý Nguyệt ôn nhu hiền lành, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Thiên Sơn Tuyết lạnh như băng, nhưng có lúc lại ấm áp đến động lòng người. Ali thì không cần nói, quyến rũ vô cùng, nhất cử nhất động đều như cướp đi hồn phách của người khác. Mà cái cô Lan Diệu Y này, nhìn qua thì không dịu dàng bằng Lý Nguyệt, không lạnh lùng như Thiên Sơn Tuyết, cũng không ma mị như Ali. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta tập hợp những ưu điểm khác của phụ nữ, lại có thêm một nhan sắc tuyệt đẹp, quá hấp dẫn người khác rồi. Anh! Lan Diệu Y không ngờ Tô Thương lại đột nhiên hiện thân, sau khi cô ta lấy lại được tinh thần, thấy được khăn che mặt đã bị rơi xuống, khuôn mặt ngọc đỏ ửng, lập tức thẹn quá hóa giận. Chà chà, Tô Thương cũng lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, lấy khăn che mặt trong tay đặt ở dưới mũi, hít một hơi thật dài, sau đó thỏa mãn cười nói, cô Lan Diệu Y này, mùi của cô thật thơm đó nha, tôi thích. À, đồ vô liêm sỉ, hôm nay tôi muốn anh chết không yên ổn. Lan Diệu Y nghiến răng nghiến lợi, sau đó vừa động suy nghĩ, một viên đá lớn cỡ bằng quả trứng gà, liền từ trong cơ thể cô ta thoát ra. Lơ lửng giữa không trung, tản ra tử khí kinh khủng. Tử khí. Tô Thương thấy vậy, nụ cười bị ổi trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc, cười lạnh nói, ha ha, đá tà linh quả nhiên ở trên người cô. Tô Thương. Đá tà linh trên đỉnh đầy Lan Diệu Y, mặt trầm như nước, tôi đã dùng chí bảo, niêm phong gian phòng này. Bây giờ có xảy ra động tĩnh lớn đến đâu, người bên ngoài cũng không phát giác được. Hơn nữa, tôi niêm phong cực kỳ kiên cố, cho dù là cao thủ thần tông đỉnh phong, cũng không có cách nào đánh vỡ. Ánh mắt Lan Diệu Y sát ý ngập trời, không có lệnh của tôi, anh đừng hòng trốn ra ngoài, chịu chết đi. Vừa nói xong, Lan Diệu Y đột nhiên ra tay. Cô ta không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình nữa, mà mượn nhờ đá tà linh, tử khí u ám khi cô ta ra tay, chèn ép không gian. Tô Thương thấy vậy, ánh mắt run lên. Anh tự mình hiểu được, tất nhiên sẽ không cùng thần tông đỉnh phong một chọi một được. Đợi đã. Thế là Tô Thương mở miệng nói, Lan Diệu Y, tôi biết tung tích của người thành lập tông phái Quỷ Minh Tông. Hửm. Lan Diệu Y nghe vậy, đột nhiên dừng tay, nhíu mày nhìn về Tô Thương lạnh lùng nói, Quỷ Minh Tông đã biến mất hơn 100 năm, trong mắt người ngoài thì Quỷ Minh Tông sớm đã bị Tô Vô Kỵ tiêu diệt rồi, sao anh biết đến sự tồn tại của Quỷ Minh Tông chứ? Ha ha, Tô Thương không giấu giếm thân phận, mà cười nói, Tô Vô Kỵ trong miệng của cô, chính là ông cố của tôi là người thừa kế của nhà họ Tô ở Côn Luân. Cái gì? Lan Diệu Y thoáng có chút kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nói, nhà họ Tô ở Côn Luân, sớm đã bị diệt môn, anh. Suýt chút nữa thì quên mất, khoảng hơn 20 năm trước, có một vị tự xưng là thiên tài của nhà họ Tô, càn quét đông đảo giới cổ võ. Lấy đi vị trí đứng đầu đại hội võ thuật trăm tông phái, anh là đời sau của người đó à? Lan Diệu Y hỏi thăm. Đúng vậy, Tô Thương gật gật đầu. Hừm. Sau khi nhận được câu trả lời, Lan Diệu Y trầm giọng nói, năm đó Quỷ Minh Tông chúng ta cũng là bị Tô Vô Kỵ tiêu diệt, anh là thế hệ sau của nhà họ Tô, sao dám nhắc tên trước mặt tôi chứ? Tất nhiên có lý do của tôi. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng,
sau đó nói, nếu cô đã biết những chuyện này, chắc hẳn cũng biết, người sáng lập ra tông phái Quỷ Minh Tông, người tu chân kết đan kỳ, cũng là bị ông có tội trần áp chứ. Đúng thì sao, giọng điệu Lan Diệu Y lạnh lùng nói. Những lời bàn tán lúc nãy ở bên ngoài tôi đã nghe hết rồi, cô vì không có trưởng bối chăm sóc cho nên mới trở thành miếng bánh thơm ngon mà các thiên tài của các tông phái lớn đều muốn có được. Tô Thương mỉm cười, sau đó lại nói tiếp, nhưng nếu người sáng lập ra Quỷ Minh Tông của các cô xuất hiện thì mọi chuyện sẽ khác, trên trời dưới đất, sẽ không có ai dám tấn công cô nữa. Sau khi nghe Tô Thương nói xong, Lan Diệu Y liền tiêu tán luồng tử khí trong tay đi, nhưng cô ấy vẫn không thu hồi lại đá tà linh, vẫn phong cấm bốn phía xung quanh. Cô ấy nhìn Tô Thương, gắt gao quan sát anh, dường như đang suy nghĩ điều gì. Mấy giây sau, Lan Diệu Y như bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được liền nói, Tô Thương, bộ dạng nhếch nhác trước kia của anh không phải là bản lĩnh thật của anh đang thăm dò tôi đúng không? Ha ha, Tô Thương không phủ nhận. Chỉ giải thích nói, hôm nay ngay từ khi tôi mới tới Xuân Quang Lâu, tôi đã phát hiện ra một luồng tử khí rất mạnh ở trong Xuân Quang Lâu. Lại thêm, tôi từ chỗ người sáng lập ra Quỷ Minh Tông biết được một tin, ông ấy đã để lại cho Quỷ Minh Tông một viên đá tà linh. Kết hợp lại tất cả, tôi đoán chắc bên trong Xuân Quang Lâu có truyền nhân của Quỷ Minh Tông, trên mình mang theo đá tà linh, giống như đang có mưu đồ làm loạn. Mà người này, tôi hoàn toàn không biết là ai. Chỉ đoán có lẽ có quan hệ với Xuân Quang Lâu. Tô Thương nhìn Lan Diệu Y, sau đó nói, thế là, tôi cố ý gây chuyện, để dụ cô ra. Nhưng tôi vẫn chưa biết, cô có mang theo đá tà linh hay không, cho nên tôi mới cố ý chọc giận cô, để cô nảy ra ý nghĩ gì ba tê chết tôi. Tô Thương cười nói, quả nhiên, cô mắc bẫy rồi, cho nên mới xuất ra đá tà linh. Thì ra là như vậy. Tâm cơ thật thâm sâu mà. Lan Diệu Y chăm chú nhìn Tô Thương, cách nhìn của cô ấy đối với Tô Thương có một sự thay đổi rất lớn, nhưng cô ấy lại cố ý không để lộ ra, lạnh giọng nói, làm sao anh biết tôi sẽ sử dụng đá tà linh, tôi thấy thực lực của anh cũng không phải là mạnh lắm, không sợ trong nháy mắt tôi sẽ gì ba tê chết anh sao. Tôi có tự tin, là cô sẽ không giết được tôi. Tô Thương lắc đầu nói, lúc nãy không phải cô đã thử rồi sao? Hừ. Thân pháp của anh quả thực dị thường, có thể biến mất một cách vô thanh vô tức, hành tung khó đoán. Lan Diệu Y trầm giọng nói, nhưng mà, bây giờ tôi đã phong cấm không gian rồi, nếu như tôi muốn giết anh, thì anh chết là cái chắc. Cô sẽ không giết đâu, hơn nữa, tin tôi đi, cô cũng không giết chết tôi được. Tô Thương dường như đã ăn chắc Lan Diệu Y rồi, anh nhếch miệng nói, Ali, ra đi. Ali, Lan Diệu Y nhíu mày. Ngắm nhìn bốn phía nói, Ali là ai, cô ta ở đâu chứ? Chấm, soạt. Một giây sau, Ali xuyên qua không gian bị phong cấm bởi đá tà linh, lặng lẽ xuất hiện ngay trong căn phòng mà không hề có bất cứ tiếng động nào. Ali kính chào cậu chủ. Ali cung kính đứng phía sau Tô Thương, đồng thời ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn chăm chú Lan Diệu Y. Tô Thương là người nào chứ? Anh chính là Huyền Thiên Tiên Đế đó. Vì để đề phòng 1% nguy cơ, và cũng vì muốn trấn áp Lan Diệu Y, cho nên anh sớm đã dùng linh hồn truyền âm, kêu Ali nhanh tới đây rồi. Lúc Lan Diệu Y còn chưa bước vào phòng này thì Ali đã nấp ở một chỗ tối, vẫn luôn đợi mệnh lệnh của Tô Thương, bảo vệ cho Tô Thương. Cô! Lan Diệu Y nhìn thấy Ali đột nhiên xuất hiện, lập tức trong lòng giật mình, biến sắc nói, cô là ai, vậy mà có thể xuyên qua được sự phong cấm của tôi. Tôi chính là Ali. Ali mặt trầm như nước nói, nếu như cô còn dám lộ ra ý nghĩ muốn gì ba tê chết cậu chủ của tôi sẽ gì ba tê chết cô ngay. Tôi. Lan Diệu Y lập tức hoảng sợ vô cùng, theo bản năng lùi về sau hai bước, rõ ràng cô ấy vô cùng e sợ Ali. Được rồi Ali, đừng dọa cô Lan Diệu Y nữa. Tô Thương khẽ cười, sau đó nhìn sang Lan Diệu Y, cười nói, cô Diệu Y. Có thể nói cho tôi biết lần này cô đem theo đá tà linh đến võ đăng cổ trấn là có ý đồ gì không? Cô biết đá tà linh, thì ắt hẳn cô cũng biết đá tà linh sẽ có thể gây ảnh hưởng ra đến trăm dặm. Lan Diệu Y vô cảm nói, không sai, tôi chính là muốn hủy đi võ đăng cổ trấn, hủy đi các thiên tài của các đại tông phái. Ngay thời khắc đại hội võ thuật kết thúc, chính là lúc tôi dẫn nổ đá tà linh. Lan Diệu Y nhìn Tô Thương.
Cảnh giác hỏi, anh sẽ ngăn cản tôi lại sao? Tôi sẽ. Bởi vì có người không muốn nhìn bách tính trong 100 dặm này đổ thán, mà tôi thì quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Tô Thương nở một nụ cười nói, cho nên, tôi sẽ ngăn cản cô lại, có tôi ở đây, cô đừng mơ mà dẫn nổ được đá tà linh. Người anh quan tâm đó là ai? Là người trong lòng của anh sao? Lan Diệu Y dò hỏi. Đúng vậy. Tô Thương thành thực nói, cô ấy là Thiên Sơn Tuyết, là người phụ nữ của tôi không muốn cô ấy vì chuyện này mà đau lòng. Thiên Sơn Tuyết, lại là cô ấy. Lan Diệu Y nghe vậy, nghiến răng nói, tại sao tôi và cô ấy, giống nhau nhưng lại có số mệnh khác nhau chứ? Tại sao chứ? Cô quen biết Tuyết Nhi sao? Tô Thương tò mò hỏi. Đâu chỉ là quen biết. Lan Diệu Y cười nhạo một tiếng, sau đó lại nhìn Tô Thương, thê lương cười nói, ha ha, tôi và cô ấy, đều là những mỹ nhân trong giới luyện võ, thường được người ta đem lên so sánh với nhau. Có người nói, Nam Tuyết Bắc Lan, cô ấy chính là Thiên Sơn Tuyết ở phía nam tỉnh An Huy, còn tôi chính là Lan Diệu Y ở Sơn Bắc. Thiên Sơn Tuyết chính là hậu sinh của Thần Tông, 18 tuổi mới được sự gia trì của núi Cửu Phong, đặt chân lên tới cảnh giới Thần Tông. Còn tôi là trời sinh đã là Thần Tông, vừa mới sinh ra đã là Thần Tông, cả giới luyện võ đều phải kinh sợ. Nhưng tôi và cô ấy, vận mệnh lại không hề giống nhau. Lan Diệu Y cười khổ nói, cô ấy là tương lai của Cửu Phong, ông nội của cô ấy là cao thủ vang danh thiên hạ, Thiên Niên Sát, không hề thua kém gì Thạch Hạo Hãn của vùng đất tế trời. Có Thiên Niên Sát bảo vệ, cô ấy cả đời cũng không cần lo lắng gì, cũng không có ai dám trêu chọc gì cô ấy. Nhưng còn tôi thì sao? Lan Diệu Y tuyệt vọng cười nói, tôi sinh ra ở Xuân Quang Lâu, trụ cột mạnh nhất bên trong đó cũng chỉ là Thần Tông Trung Kỳ, Xuân Quang Lâu ở trước mặt các ngọn núi danh tiếng, chỉ là một thế lực nhỏ nhoi mà thôi. Cho dù tôi có nỗ lực thế nào, ưu tú thế nào thì cũng không có cách gì thay đổi được xuất thân của mình, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có thể học cách gượng cười mà sống, ở trước mặt đám người đáng ghét biểu diễn tài nghệ, tìm cách giành được sự vui vẻ của đối phương mà thôi. Lan Diệu Y nói tiếp, cho dù tôi có không thoải mái thì cũng phải kiên trì, nhắm mắt tiếp kiến những đại nhân vật của các thế lực lớn, cùng với các truyền nhân của các ngọn núi nổi tiếng. Tôi chính là lục bình trong giới luyện võ, không có nơi nương tựa, lẻ loi hiu quạnh, những người ở xung quanh tôi không có một ai thật lòng tốt với tôi cả, bọn họ đều thèm muốn tôi, muốn có được tôi mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên tôi mới không thể trở thành người phụ nữ của bất kỳ ai, ngược lại vào ngày tôi 18 tuổi, thì đã bị một tên đại nhân vật bao nuôi rồi. Lan Diệu Y liên tục cười khổ nói, đại hội võ thuật lần này, bọn họ chính là lấy tôi ra làm vật cá cược, ai hạng nhất thì sẽ có được tôi. Nhưng mà, bọn họ làm vậy đã được tôi đồng ý chưa hả, có từng hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Ha ha, đúng vậy, trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một món đồ trang sức mà thôi, làm gì có tư cách mà được hỏi ý kiến cơ chứ? Nói đến đây, Lan Diệu Y dừng lại mấy giây, sau đó ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cắn răng nói, cho nên, tôi phải báo thù, trong giới luyện võ không có ai là vô tội cả, tôi muốn những người đó, toàn bộ phải trả giá. Sau khi nghe Lan Diệu Y nói xong, Tô Thương liền rơi vào trầm mặc, nhìn vào ánh mắt của Lan Diệu Y có thể thấy được biết bao nhiêu là đáng thương cơ chứ. Người con gái này, đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lan Diệu Y chính là một người đáng thương mà. Nửa đời trước của cô ấy. Thân bất do kỷ, không thể nói ra được những điều mình muốn, giống như một con chim hoàng yến, mặc cho tất cả mọi người ngắm nhìn. Nếu như đổi lại là một người con gái bình thường khác thì có lẽ sẽ cảm thấy như vậy sẽ vô cùng vinh hạnh, thậm chí còn thấy tự hào, đắc ý. Nhưng Tô Thương có thể nhìn ra được, Lan Diệu Y không phải là loại người an phận thủ thường, email protected muốn hư vinh. Cô ấy sẽ không cảm thấy kiêu hãnh vì được người khác tán thưởng, chú trọng, ngược lại. Cô ấy sẽ cảm thấy đây là nổi sỉ nhục. Bởi vì, cô ấy là Lan Diệu Y, Thần Tông trời sinh, bẩm sinh đã kiêu ngạo, cô ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận thỏa hiệp với vận mệnh của mình. Cô ấy chính là con thiên nga trắng muốt lạnh lùng đầy kiêu hãnh, nhưng đáng tiếc, vẫn luôn có người muốn đẻ cái đầu của cô ấy xuống, biến cô ấy thành con chim hoàng yến nuôi trong lòng. Thật đúng với câu nói, chí cao hơn trời nhưng phận lại bạc như vôi. Tô Thương. Lúc này,
Lan Diệu Y nhìn Tô Thương, ánh mắt lạnh lẽo nói, chuyện của tôi, anh đã biết rồi, tôi có thể xác định với anh, sau khi đại hội võ thuật kết thúc, tôi chắc chắn sẽ dẫn nổ đá tà linh. Mặc dù cô A Ly ở bên cạnh anh, thực lực thâm sâu khó lường, nhưng anh sẽ không ngăn cản được tôi đâu. Lan Diệu Y ánh mắt quyết liệt nói, tôi đã hòa cùng một thể với đá tà linh rồi, chỉ cần tôi nảy ra một ý nghĩ thì đá tà linh lập tức sẽ được khởi động. Tôi có thể cảm nhận được, cô A Ly có thể giết được tôi, nhưng vẫn sẽ không thay đổi được sự thật đâu. Lan Diệu Y nghiêm mặt nói, bởi vì, một khi tôi chết đi thì đá tà linh cũng sẽ tự phát nổ, đến lúc đó, tử khí sẽ cuồn cuộn dâng ra, trong vòng 100 giảm toàn bộ giới luyện võ đều sẽ bị ảnh hưởng. Tô Thương, ở võ đang cổ trấn át hẳn cũng có người thân, bạn bè của anh nhỉ, anh không cần thiết vì một người phụ nữ mà không thèm quan tâm đến bọn họ chứ. Giọng điệu Lan Diệu Y lạnh lùng, đề nghị nói, tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần anh không đem chuyện hôm nay nói ra, thì sau đại hội võ thuật tôi có thể cho anh khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ để các anh rời đi đến một vùng gần đó, rồi tôi mới phá hủy võ đang cổ trấn. Cứ như vậy, anh cũng sẽ không có tổn thất gì cả, và cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, thế nào? Lan Diệu Y thản nhiên nói. Không được. Tô Thương lắc đầu nói, tôi nói rồi, chỉ cần có tôi ở đây, đá tà linh sẽ không thể khởi động được. Hừ. Lan Diệu Y hừ lạnh một tiếng, cắn chặt hàm răng ngọc ngà của mình nói, Tô Thương, anh đừng quá đáng, lẽ nào không sợ tôi chơi trò cá chết rách lưới sao hả? Nói xong. Đá tà linh ở trên đỉnh đầu của Lan Diệu Y đột nhiên phát sáng rực rỡ, tử khí bốc lên cuồn cuộn. Cô Diệu Y, Tô Thương lại không hề hoảng sợ, khẽ cười nói, có thể trả lời tôi một vấn đề không? Anh hỏi đi. Tô Thương gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, nếu như cô đã tiếp quản đá tà linh rồi, ắt hẳn đã là truyền nhân của Quỷ Minh Tông, lẽ nào Quỷ Minh Tông không có trụ cột sao, tại sao lại để mình cô xuất đầu lộ diện? Mặc cho các tông phái và các ngọn núi lớn đùa giỡn, như thế chẳng phải là làm mất đi mặt mũi của Quỷ Minh Tông rồi sao? Nghe đến đây, Lan Diệu Y thở dài một hơi, thành thực nói, bây giờ, cả Quỷ Môn Tông chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Sư phụ của tôi, chính là tông chủ đời trước của Quỷ Minh Tông, nhưng bà ấy đã đạt đến cảnh giới kết đan rồi. Lan Diệu Y vô cùng kiêng kỵ nói, người tu chân nhất định không được tấn cấp lên kết đan. Sư phụ của tôi, bà ấy cả đời không tranh không giành, thậm chí còn rất ít khi ra ngoài, trên thế gian này hầu như không ai quen biết bà ấy. Bà ấy tu luyện tà ác, nhưng không bao giờ chủ động ra tay giết hại, tu luyện cần dùng tới tinh huyết, nhưng mà bà ấy chỉ lấy nó từ những người sắp chết hoặc mới chết, cả đời bà ấy chưa từng giết hại một ai. Lan Diệu Y nói tiếp, cho nên, năm đó ông Cố Tô Vô Kỵ của anh hoàn toàn không có gì ba tê chết sư phụ của tôi. Bởi vì ông ấy nhìn thấy sự lương thiện ở trong con người bà ấy. Sư phụ của tôi cũng không làm cho Tô Vô Kỵ thất vọng, chỉ cần bà ấy lạm sát kẻ vô tội thì trong vòng 3 năm rưỡi đã có thể ngưng kết kim đan, đạt được cảnh giới kết đan. Nhưng bà ấy lại giữ vững bản tâm của mình, chịu đựng sự cám dỗ được nhanh chóng thăng cấp, bà ấy đã kiên trì được hơn 100 năm, cuối cùng cũng thành công kết đan. Sư phụ tôi là một người tốt như vậy, nhưng... Thiên đạo pháp tắc lại cũng quyết không buông tha cho bà ấy. Sau khi kết đan xong, thì bà ấy bị những hiện tượng lạ quấy nhiễu, bất kể là ngày hay đêm, đều đau đến mức chết đi sống lại, cho đến khi không chịu đựng được nữa, bà ấy thậm chí còn nghĩ đến cái chết, nhưng cũng may có tôi khuyên can. Lan Diệu Y lại nói tiếp, khoảng 7 năm trước, sau khi sư phụ tôi kết đan được đến ngày thứ 5, thì bà ấy cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, liền đi về phía núi Côn Luân. Mượn đường của gia tộc Tây Môn, thông qua tinh không cổ lộ rời khỏi trái đất. Đã qua lâu như vậy rồi, không biết bây giờ sư phụ của tôi như thế rồi nữa, ở ngoại vực có tốt hay không? Nói đến sau cùng, trong ánh mắt của Lan Diệu Y lóe lên một tia hoài niệm. Thì ra là vậy. Tô Thương nghe đến đoạn này, trong lòng có chút kinh ngạc, anh không ngờ 7 năm trước ở trái đất đã có một người tu chân đạt được cảnh giới kết đan. Vốn gì anh còn nghĩ? Sau khi đạt được trúc cơ thì đã là vô địch thiên hạ rồi, bây giờ xem ra, trái đất cũng không hề đơn giản nha. Cậu chủ, tôi là cửu vĩ hồ, không giống với loài người, yêu tộc chúng tôi khi đạt đến trúc cơ thì chính là đã đạt tới đỉnh phong rồi. Lúc này, Ali cảm nhận được mối bận tâm của Tô Thương, liền dùng linh hồn để truyền âm nói,
không phải cảnh giới kết đan thì không có ai là đối thủ của tôi cả. Mà cảnh giới kết đan, nghe cái con này nói, người tu chân ở cảnh giới này đều sẽ gặp những hiện tượng lạ, đau đến không muốn sống, trái đất ắt hẳn sẽ không có những người này rồi. Ali cười trấn an nói, cho nên, cậu chủ, cậu không cần phải lo lắng. Ha ha, tốt, Ali, chuyến đi võ đăng này đều nhờ cô, đợi đã. Bỗng nhiên, Tô Thương biểu cảm cổ quái nói, lúc nãy cô vừa gọi Lan Diệu Y là gì? Con đờ, Ali hiểu điệu cười nói. Tô Thương đen sầm mặt lại nói, đờ gì chứ, cô học ai vậy hả? Tô Tinh Hà, nói như vậy có gì không đúng sao? Ali mặt tràn đầy mông lung. Tô Tinh Hà, cái đồ tiểu quỷ này. Tô Thương nghiến răng nghiến lợi, định sau khi trở về sẽ luyện lực ngón tay cho tốt rồi sắp xếp lại bộ não của thằng nhóc này mới được. Tô Thương, anh tìm hiểu Quỷ Minh Tông để làm gì vậy, anh muốn lôi kéo tôi sao? Lúc này, Lan Diệu Y nhíu mày nói. Cô Diệu Y, Tô Thương phản ứng lại, khẽ cười nói, cô quá lo lắng rồi, tôi chỉ muốn tìm hiểu về Quỷ Minh Tông mà thôi. Như cô nói, thì Quỷ Minh Tông đã suy tàn rồi, tông chủ kỳ trước cũng không lạm sát kẻ vô tội, cô cũng không có đi theo con đường tu chân, mà lại sử dụng chân khí. Tô Thương nói tiếp, như vậy thì xem ra Quỷ Minh Tông đã cải tà quy chánh rồi. Đường hướng Quỷ Minh Tông chúng tôi có liên quan gì đến anh chứ, cần gì anh phải hỏi đến. Lan Diệu Y lạnh lùng nói. Con đờ. Ali nhìn thấy sắc mặt không hề có thiện ý của Lan Diệu Y thì khẽ híp mắt lại. Đe dọa nói, chú ý thái độ của cô, Tô Thương là cậu chủ của tôi đều phải hết mực tôn kính anh ấy, cô còn hung hăng với anh ấy thì tôi sẽ giết cô ngay. Cô gọi ai là con đờ hả? Ai mà ngờ, Lan Diệu Y nghe thấy hai chữ này trong nháy mắt sù lông lên ngay. Cô! À, cô im miệng đi! Lan Diệu Y mặc dù không thích sự tán thưởng của mấy người đáng ghét kia nhưng cô ấy cũng là một người tuyệt sắc giai nhân. Cô ấy để ý nhất chính là suy nghĩ của người khác đối với cô ấy. Lúc này, cô ấy thẹn quá hóa giận, mà quên đi mất thực lực của Ali, nghiến răng tức giận nói, không được gọi tôi là con đờ, gọi tôi là người đẹp. Con đờ, cô chính là con đờ. Ali không quan tâm nói. Lan Diệu Y nổ tung rồi, hai mắt đỏ ngầu, gầm thét lên, người đẹp, cô phải gọi tôi là người đẹp. Cô không phải là người đẹp. Cô là con đờ. Ali cũng ngang ngược lên, nghiến răng nghiêm túc nói, cô chính là con đờ, con đờ con đờ con đờ. À, Lan Diệu Y tức đến đỏ bừng mặt, nhưng cô ấy biết mình không đánh lại Ali cho nên không dám ra tay. Hiện trường nhất thời trở nên căng thẳng. Được rồi, Tô Thương thấy vậy, liền sờ cầm hòa giải nói, hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện chính quan trọng hơn. Con đờ, Ali lại nhìn Lan Diệu Y, lẩm bẩm nói. Sau đó lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Tô Thương. Cô! Lan Diệu Y tức đến thở hồng hộc nhìn Ali, cuối cùng đành nhìn qua nơi khác, không nhịn được nói, Tô Thương, anh còn muốn nói cái gì nữa? Mau nói đi, nếu không thì nhanh đi đi, tôi xem như anh đã đồng ý với đề nghị của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô Diệu Y, đừng có địch ý lớn với tôi như vậy, tôi đến để giúp cô. Tô Thương khẽ cười. Sau đó nói, cứ coi như cô khởi động được đá tà linh, hủy diệt hết 100 dặm xung quanh núi Võ Đăng thì lại có thể sao chứ? Tử khí từ trong đá tà linh trào ra cũng chỉ có thể di ba tê chết những người tu chân ở cảnh giới Thiên Tông trở xuống. Từ Thiên Tông trở lên mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, sau khi trở về các ngọn núi nổi tiếng uống vài đan dược thì sẽ hồi phục lại thôi. Tô Thương thay đổi giọng điệu, nghiêm mặt nói, mà cô... Làm ra cái chuyện khiến người oán hận này, cô cảm thấy các đại nhân vật trong giới luyện võ sẽ bỏ qua cho cô sao? Theo như tôi biết thì vùng đất tế trời kia còn có một cảnh giới gọi là võ thần lục địa. Nếu như không có gì xảy ra thì mấy người đứng ở đỉnh cao của giới luyện võ thì cũng phải có 80%, 90% là ở cái cảnh giới này. Tô Thương thành thực nói, cô có từng nghĩ, sau khi sự việc xảy ra thì cô sẽ lâm vào tình cảnh thế nào không? Cho dù là cô thừa dịp loạn lạc mà chạy trốn, thì có thể đi đến đâu. Đến lúc đó, các ngọn núi lớn nổi tiếng trong giới luyện võ đều sẽ truy sát cô, lẽ nào cô muốn sống một cuộc sống chỉ biết trốn chạy cả đời sao? Sau cùng Tô Thương nói, còn có một vấn đề nữa, không biết cô từng nghĩ tới chưa?
Trong vòng 100 dặm quanh núi võ đang này không chỉ có giới luyện võ mà còn có hàng vạn những người dân bình thường nữa. Bọn họ vô tội mà, vốn nên an cư lạc nghiệp, hưởng thụ một cuộc sống bình yên, yên lành sống qua một kiếp người. Tô Thương nghiêm mặt nói, nhưng, cô lại vì oán niệm của riêng cô phá hủy đi gia đình của bọn họ, thậm chí khiến họ nổ tung mà chết, cô nhẫn tâm như vậy sao? Cô xứng đáng với lương tâm của chính mình không? Xứng đáng với vị sư phụ chưa bao giờ tàn sát người vô tội kia sao? Tô Thương cương trực, công chính nói, bà ấy nếu như nhìn thấy cô làm ra những hành vi như vậy, thì sẽ có phản ứng thế nào? Vốn dĩ, Tô Thương vốn muốn để cho Tô Ma đến trấn áp cái người đang nắm giữ đá tà linh kia, từ đó hóa giải kiếp nạn lần này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì Tô Thương đã thay đổi chủ ý. Tô Ma, cái lão già điêu toa đó, phì. Cái lão già đó lươn lẹo như gì? Tô Thương lo lắng cái lão già Tô Ma có ý đồ xấu, lỡ như ông ta mượn đá tà linh làm mấy chuyện gì đó, vậy thì mất nhiều hơn được rồi. Vì để tránh trường hợp này xảy ra, Tô Thương mới truyền âm kêu Ali tới, dùng thực lực của cô ấy để trấn áp chủ nhân của đá tà linh, từ đó cướp đi đá tà linh. Nhưng sau khi biết được người nắm giữ đá tà linh chính là Lan Diệu Y, Tô Thương liền dặn dò Ali không được ra tay. Bởi vì anh có thể nhìn ra được, Lan Diệu Y hoàn toàn không phải là người vô cùng hung ác. Nếu như có thể khuyên được đối phương bỏ cuộc, giải cứu được người đẹp lầm đường lạc lối này, thì cần gì phải chém giết nữa chứ? Bây giờ, chính là chờ phản ứng của Lan Diệu Y. Tô Thương kết luận, quyết định khởi động đá tà linh của Lan Diệu Y sẽ có chút dao động. Quả nhiên, giờ này phút này, Lan Diệu Y nở một cười khổ, hốc mắt đỏ hoe. Rõ ràng cô ấy không đành lòng hy sinh nhiều sinh linh vô tội như vậy. Tô Thương, anh nói ra những điều này, tôi đều biết, tôi cũng không muốn liên lụy đến bọn họ, nhưng tôi phải làm sao đây? Bỗng nhiên, Lan Diệu Y không kiềm chế được nỗi lòng, suy sụp khóc lớn nói, cái tấm thân như lục bình này, mặc cho người ta giày vò ngày này qua tháng nọ, tôi đã chịu đủ rồi. Tôi muốn thay đổi, tôi muốn phá tan đi tình cảnh hiện tại. Tôi không muốn đánh đàn tranh cho mấy tên đáng ghét kia nữa, cũng không muốn nhảy múa trước mặt bọn họ, không muốn gặp lại mấy tên truyền nhân của mấy ngọn núi nổi tiếng kia, chính nhân quân tử, tôi chỉ muốn làm một người tự do, tôi chỉ muốn tôi thuộc về chính tôi mà thôi. Lan Diệu Y nhìn Tô Thương, nức nở nói, Tô Thương, nhưng nếu như có con đường thứ hai thì tôi sẽ không làm như vậy, nhưng tôi đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Không, cô có. Tô Thương lại lắc đầu. Bước nhanh đến trước mặt Lan Diệu Y, tay trái đặt lên mặt cô ấy, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy, dịu dàng nhưng lại đầy chính khí nói, chỉ cần cô giao ra đá tà linh thì từ nay về sau tôi có thể là chỗ dựa của cô, làm trụ cột cho cô, làm người bảo vệ cho cô. Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cả giới luyện võ này sẽ không có bất kỳ ai dám bắt cô làm những chuyện cô không thích. Bù! Lúc này, Lan Diệu Y ngẩng đầu lên nhìn Tô Thương. Biểu cảm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông này, anh ấy đang nói gì vậy, anh ấy đang hứa hẹn với mình sao? Tại sao ngay thời khắc này, lòng mình lại nhẹ nhõm như vậy, dường như trời có sập xuống thì cũng có anh ấy chống đỡ dùm mình, lẽ nào đây chính là cảm giác an toàn sao? Lan Diệu Y cứ như vậy nhìn Tô Thương, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Khoảng mười mấy giây trôi qua. Lan Diệu Y mới phản ứng lại, cô ấy vội đẩy Tô Thương ra, lạnh lùng nói, khí phách, Tô Thương, nói đến cùng, anh vẫn chỉ là muốn có được tôi, khiến tôi biến thành đồ trang trí của riêng anh, mặc cho anh đùa giỡn đúng không? Không sai, chắc chắn là như thế. Tên Tô Thương này cũng giống như những tên truyền nhân của những ngọn núi kia mà thôi, đều vì tư dục của bản thân mình, muốn độc chiếm cho riêng mình. Buồn cười. Mình vậy mà lại nghĩ anh ấy thật lòng với mình, còn tìm được cảm giác an toàn mà trước giờ chưa bao giờ có được ở trên người anh ấy nữa, đúng là nực cười mà. Nghĩ đến đây, Lan Diệu Y tự cười nhạo bản thân mình, cười cho sự ngây thơ của mình. Ha ha, ai mà ngờ, Tô Thương lại thoải mái cười to, cô Diệu Y, e là cô hiểu lầm rồi. Tôi đối với tấm thân của cô hoàn toàn không hề có hứng thú, tôi lúc nãy đã nói. Sẽ không có bất kỳ ai có thể ép được cô làm những điều cô không thích. Tô Thương nói thêm, trong bất kỳ người nào đó bao gồm luôn cả tôi, cho nên cô yên tâm đi. Ha ha, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?
Lan Diệu Y cười nhạo nói, tôi xinh đẹp nhường này, anh có thể nhịn được sao? Khụ khụ. Tô Thương sờ sống mũi, nói cô quá coi thường tôi rồi, còn nữa, cô cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Người đẹp bên cạnh tôi nhiều như mây, hơn nữa, mỗi người đều không hề thua kém gì cô. Cô không phải đã nói Nam Tuyết Bắc Lan sao, Nam Tuyết Thiên Sơn Tuyết chính là người phụ nữ của tôi, còn sinh cho tôi hai đứa con nữa nhé. Tô Thương chỉ A Ly ở bên cạnh, khẽ cười nói, còn có cô ấy, là nô tỳ A Ly của tôi. Nhan sắc cũng không thua kém cô, thân hình còn ngon nữa, thắt đáy lưng ong, cơ bụng có đủ, cái cần to thì to, nơi cần nhỏ thì nhỏ, tuyệt sắc mỹ nhân nha. Tô Thương cười nói tiếp, quan trọng chính là, đặc biệt vô cùng nghe lời, tôi kêu cô ấy cởi áo quần ra phục vụ tối, cô ấy sẽ không do dự mà làm theo, thậm chí còn cầu xin nữa kìa. Ngoại trừ hai cô ấy ra, bên cạnh tôi còn có mấy cô mỹ nữ nữa cơ, mỗi người một vẻ. Tô Thương cười đùa nói, cô Diệu Y, cô cảm cô có thể thắng được bọn họ sao? Tôi, Lan Diệu Y nhìn Ali, lại nhớ lại Thiên Sơn Tuyết cùng tên với bản thân thì cô ta lập tức trầm lặng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, vô cùng xấu hổ. Không biết tại sao, càng xấu hổ hơn là trong lòng cô ta lại có sự mất mát và chán nản. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy giá trị nhan sắc của cô ta đang bị thách thức. Cậu chủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên Ali với khuôn mặt ngây thơ nói, làm sao cậu chủ biết tôi có vòng eo con ong và cặp mông mật đào vậy, chẳng lẽ cậu chủ rình coi tôi sao? Chấm hỏi. Tô Thương nghe nói như vậy thì nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, một đầu đầy dấu chấm hỏi. Mẹ kiếp, tôi. Ông đây rình trộm lúc nào? Còn không phải là lúc cô vừa mới biến thành người đã chủ động cho ông đây xem sao, lúc đó ông đây chính là vô cùng bài xích đấy. Hi hi, cậu chủ, dáng vẻ của cậu chủ bây giờ nhìn rất dễ thương. Lúc này, Ali quyến rũ cười, sau đó cô ấy cám dỗ nói, cậu chủ, tôi không ngờ là dáng người của tôi có thể khiến cậu chủ khắc sâu như vậy, liếc mắt một cái đã có thể nhớ đến tận bây giờ. Chỉ bằng như vậy đi, đêm nay chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Cậu chủ hãy cẩn thận nhìn ngắm vòng eo con ong và cặp mông mật đào của tôi đi. Ali nói, âm thanh của thiếu nữ như móng vuốt mèo, đang cào trái tim của anh. Khụ. Tô Thương nhỏ giọng nói, đừng lộn xộn, Ali, tôi đang làm chính sự đấy, cô mau đứng qua một bên đi. Vâng, cậu chủ, vậy tôi đi đây. Ali nói đùa. Cô quay lại cho tôi. Tô Thương nhìn thoáng qua cảnh giới thần tông đỉnh cao của Lan Diệu Y. Vội vàng nói, cô đi thì tôi phải làm sao, bây giờ cô nghiêm túc đứng ở đây cho tôi. Cậu chủ, lúc thì muốn tôi đi, lúc thì muốn tôi ở lại, cậu chủ thật khó hầu hạ, không biết lúc ở trên giường, cậu chủ có giày vò người ta như vậy hay không? Ali nhỏ giọng oán giận, sau đó cô ấy tinh danh đứng ở phía sau Tô Thương. Lan Diệu Y ở bên cạnh nghe được đoạn nói chuyện của Tô Thương và Ali thì cô ta hơi kinh ngạc. Cô ta nhìn ra được. Cô gái Ali này là thật sự muốn hầu hạ Tô Thương, nhưng Tô Thương hình như là không đồng ý. Cái này. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như vậy, Tô Thương vậy mà lại không đụng vào, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cô Diệu Y, tôi đã nói rõ ý của bản thân rồi, ý của cô như thế nào? Lúc này, Tô Thương trở lại vấn đề chính. Nếu như anh thật sự có thể bảo vệ tôi, lại không ép buộc tôi làm bất cứ chuyện gì. Vậy thì đương nhiên là tôi sẽ đồng ý giao tà linh thạch ra. Tầm mắt của Lan Diệu Y rơi trên người Tô Thương, cô ta lẩm bẩm nói, nhưng mà, Tô Thương, làm người đàn ông ở phía sau lưng tôi, anh có thực lực này sao? Cái đó, Tô Thương nghe vậy thì ấp úng nói, thật ra thì, tôi không thích đứng phía sau, tôi có thể làm một người đàn ông gánh vác phía trước cô không? À, Lan Diệu Y nhất thời ngây ngốc, một lúc sau mới phản ứng lại. Khuôn mặt ngọc xinh đẹp ửng hồng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương, anh thật vô sỉ. Ha ha, được rồi, không phải tôi đang trêu đùa cô. Tô Thương nhẹ nhàng cười, ngược lại anh nói, giao bản thân cho tôi, cô cứ yên tâm đi. Mặc dù thực lực bây giờ của tôi vẫn còn kém những lão già trong giới cổ võ kia, nhưng mà Ali lại có thể. Tô Thương nói tiếp, nếu không, cô cho rằng hậu duệ của nhà họ Tô như tôi. Tại sao lại dám tới võ đang tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái? Lan Diệu Y nghe vậy, đôi mắt đẹp nhìn Ali, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đối với thực lực của Ali, cô ta có một loại cảm giác, sợ rằng cô gái này có thể sánh ngang với cấp bậc của lão cổ thạch hảo hán. Mà Ali, lại là hầu gái của Tô Thương. Có cô ấy ở đây, có lẽ bản thân cô ta có thể thoát khỏi sự trói buộc của những tông phái lớn, đạt được tự do. Nhưng mà, Lan Diệu Y cũng không có trực tiếp đồng ý, mà là hỏi, Tô Thương, anh có thể cho tôi biết, anh muốn tà linh thạch làm gì không? Tà linh thạch, chí bảo của Quỷ Minh Tông. Vật này có thể nói là vô cùng quan trọng với Lan Diệu Y, chỉ cần lấy nó ra, cô ta có thể dễ dàng đặt chân lên trúc cơ. Lan Diệu Y từng nghe sư phụ nói, chỉ cần vừa lên trúc cơ thì lập tức có thể sánh ngang với võ thần trên lục địa. Chỉ cần Lan Diệu Y đột phá trúc cơ, vậy thì cô ta có được quyền phát biểu nhất định rồi, nói vậy mấy lão già của các thế lực cổ võ lớn sẽ không cá chết lưới rách với cô ta, tự nhiên sẽ để cô ta rời khỏi võ đang. Nhưng quan trọng là, Lan Diệu Y không muốn lạm sát những người vô tội, đây cũng là lý do cho tới nay cô ta vẫn không tu luyện. Cô ta khác với sư phụ tích lũy từng ngày, từng bước một, lãng phí 60-70 năm để đột phá trúc cơ, ông ấy đã sắp xỉ 200 tuổi, nhưng mà vẫn chỉ mới ngưng kết nguyên đan. Mà Lan Diệu Y thì ngược lại, cô ta không dành nhiều thời gian tu luyện. Nếu như cô ta vứt bỏ tu vi cổ võ, chuyển sang tu chân, bắt đầu tu luyện từ cấp thấp nhất, sợ là bão tố sẽ ngày càng nhiều. Cảnh giới thần tông đỉnh cao đã ngăn cản rất nhiều người theo đuổi, Lan Diệu Y có thực lực yếu ớt. Nếu bản thân cô ta không muốn tàn sát thiên hạ, giao tà linh thạch ra, đổi lấy sự an ổn cho bản thân, ngược lại cũng là một cách hay. Nhưng Lan Diệu Y phải hỏi rõ, cô ta không muốn giao tà linh thạch cho người có ý đồ xấu. Cô Diệu Y, cô đang suy nghĩ gì trong lòng tôi đều rõ. Lúc này, Tô Thương khẽ cười nói, cô nhớ lại lúc đầu tôi đã nói với cô, tôi biết tung tích vị thủy tổ khai sinh ra Quỷ Minh Tông. Tôi không hề nói dối, thủy tổ Quỷ Minh Tông tên là Tô Ma, bị trấn áp trong một tiểu tháp. Tô Dương nói tiếp, mà tiểu tháp kia bây giờ đang ở trong tay của tôi. Nói đến đây, trong đầu Tô Thường vừa niệm, tháp hư không lập tức xuất hiện trong lòng anh. Ngay sau đó, Tô Thường nói, đây chính là tháp hư không, lão tổ tông của các cô đang ở trong tháp của tôi. Không dám giấu giếm, tôi chỉ là muốn dùng tháp hư không trấn áp tà linh thạch, khiến cho tử khí bên trong vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện. Tô Thường nghiêm túc nói, dù sao thứ này chính là một tai họa ngầm vô cùng lớn, cô giữ nó trong tay, trăm hại không có một lợi. Cái này, Lan Diệu Y nhìn tháp hư không trong tay của Tô Thương, cô ta lẩm bẩm nói, anh đúng là không gạt tôi cảm nhận được khí tức công pháp của Quỷ Minh Tông ở trong tháp, người đó rất mạnh, còn mạnh hơn sư phụ của tôi. Tô Thương, anh không được thả ông ta ra, nếu không ông ta sẽ gây ra họa cho người dân trên thế giới. Lan Diệu Y nghiêm túc nhắc nhở. Tô Thương nghi ngờ nói, a, cô Diệu Y, không phải ông ta là thủy tổ của các cô sao? Tại sao cô lại không muốn thả ông ta ra? Mặc dù ông ta sáng lập Quỷ Minh Tông, nhưng thủ đoạn của ông ta quá tàn nhẫn. Sư phụ tôi đã nói cho tôi biết không chỉ một lần, ông ta là một đại ma đầu, vô cùng tàn nhẫn, động một tí là giết hại mấy trăm ngàn người. Lan Diệu Y nghiến răng nghiến lợi nói, loại người như thế, cả đời nên bị giam ở bên trong tháp, tốt nhất là vĩnh viễn đừng đi ra. Ha ha, khó thấy được có người suy nghĩ như cô Diệu Y như vậy. Tô Thương cười nói, đã như vậy, cô Diệu Y, tôi có thể giữ tà linh thạch không? Không được. Lan Diệu Y lại lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên người của Tô Dương, cô ta ngược lại khẽ cười, những tên thiên kiêu của các tông phái lớn đã xem tôi như tiền cược rồi, người nào đạt được hạng nhất đại hội võ thuật trăm tông phái sẽ có được tư cách cưới tôi. Tô Thương, lúc nãy anh nói, anh cũng báo danh tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái đúng không? Như vậy đi. Nếu như anh có thể lấy được hạng nhất, tôi sẽ lập tức gả cho anh, tà linh thạch xem như là của hồi môn của tôi, đến lúc đó tôi sẽ tự tay giao cho anh, như thế nào? Lan Diệu Y cười như không cười nói, nhìn giống như là cô ta đang nói đùa. Nhưng mà, đến cùng có phải là cô ta đang đùa hay không thì chỉ có một mình cô ta biết. Hồi môn? Cái quái gì vậy? Tô Thương nghe cô ta nói như vậy thì lập tức ngây người, anh cười gượng sờ mũi. Nói cô Diệu Y, cô không cần phải như vậy. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn cơ thể của cô giao tà linh thạch cho tôi,
cho dù tôi không có quan hệ gì với cô thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn. Tô Thương khẽ cười, nói, về phần gả hay không gả, ha ha, cô Diệu Y, cô xứng đáng với người tốt hơn. À, cái này, Tô Thương đang từ chối cô ta sao? Sau khi nghe Tô Thương trả lời thì nụ cười trên mặt Lan Diệu Y ngay lập tức cứng đờ, thay vào đó là vẻ mất mát và xấu hổ. Sao lại như vậy được? Tại sao Tô Thương lại từ chối cô ta, chẳng lẽ sắc đẹp của cô ta không đạt đến yêu cầu của anh sao? Thật đáng hận. Cho đến nay, những thiên kiêu giới cổ võ đều khát vọng có được cô ta, cho dù chỉ là nhìn thấy được nụ cười của cô ta qua một cái mạng che mặt thì những người đó cũng đều vô cùng vui mừng, sung sướng đến mức không thể ngủ được. Thế nhưng, Tô Thương vậy mà lại từ chối cô ta, thật đáng hận. Tô Thương. Lan Diệu Y điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nghiêm túc nói, tôi không đùa giỡn với anh, tôi thật sự muốn gả cho anh không cần phải chơi trò lạt mềm buộc chặt, tôi sẽ không đổi ý đâu. Ha ha, cô Diệu Y, tôi cũng không nói đùa với cô. Tô Thương cười nói, Tô Thương tôi, mặc dù nhiều tình, nhưng tôi không lạm tình, tôi không phải là loại đàn ông gặp ai cũng yêu. Tôi và cô đều mới chỉ là lần đầu gặp mặt, cái gì cũng không biết. Làm sao tôi có thể cưới cô? Tô Thương mỉm cười nói, cô xinh đẹp như vậy, là tuyệt sắc giai nhân của giới cổ võ, người thích cô nhiều không thể đếm hết, cô cũng không phải lãng phí thời gian trên người tôi. Không biết, Lan Diệu Y lại cắn răng nói, anh sờ cằm của tôi, còn thấy hết mặt của tôi, bây giờ anh lại nói không biết tôi. Anh nên biết là, toàn bộ giới cổ võ này, không có một tên đàn ông nào có thể thấy qua khuôn mặt của tôi. Lan Diệu Y tức giận nói, như thế nào, Tô Thương, ăn sạch sẽ rồi, bây giờ anh lại không muốn chịu trách nhiệm với tôi. À, Tô Thương nghe vậy thì liên tục cười khổ, làm ơn, chị hai à, tôi chỉ nhìn khuôn mặt của cô một chút thôi, cũng không phải là nhìn hết toàn bộ cơ thể. Hơn nữa, coi như nhìn thấy toàn bộ cơ thể thì thế nào, Ali bị tôi nhìn thấy, tôi có cưới cô ấy không? Tô Thương phản bác. Nếu dựa theo lời nói của cô thì tôi cũng không dám đi dạo phố, trên đường có nhiều người đẹp như vậy, tôi nhìn mặt của các cô ấy thì đều phải cưới về sao? Anh! Già mồm cãi láo! Lan Diệu Y thẹn quá hóa giận nói, Tô Thương, anh là một tên đàn ông cặn bã, một tên khốn nạn. Khụ khụ! Tô Thương sờ mũi, anh nói tiếp, cô Diệu Y, tôi không nhiều lời với cô nữa. Nếu như những tên thiên kiêu kia lấy cô làm tiền đặt cược, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tô Thương khẽ cười nói, ngược lại tôi cũng phải tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, đến lúc đó, vị trí hạng nhất nhất định là thuộc về tôi. Như vậy đi, cô không cần lo lắng tôi sẽ lật lọng, chờ tôi giành được hạng nhất, cô lại giao tả linh thạch cho tôi, được không? Tô Thương đề nghị. Được. Lan Diệu Y dừng lại vài giây, sau đó cô ta cười nói, Tô Thương, tôi nhìn ra được. Anh không phải là cổ võ giả, mà anh là tu chân giả. Bây giờ anh vẫn chưa đột phá trúc cơ, nhưng mà sức chiến đấu của anh lại có thể sánh ngang với thần tông trung kỳ, anh đã lên đến luyện khí tầng 9 rồi sao? Lan Diệu Y tò mò hỏi. Tô Thương gật đầu. Hi hi, không vào trúc cơ, trung quy vẫn chưa xứng để quan tâm, đặt chân vào trúc cơ mới có thể sánh ngang với võ thần trên thế giới. Lan Diệu Y nói tiếp, Tô Thương. Cạnh tranh trong đại hội võ thuật trăm tông phái năm nay vô cùng khốc liệt. Theo như tôi được biết, có mấy vị thiên kiêu từ những thế lực siêu nhiên ẩn mình nhiều năm đều đã tới cổ trấn võ đang rồi. Anh là luyện khí tầng 9, cũng không chắc chắn có thể lấy được hạng nhất, nói không chừng ngay cả ba vị trí đầu anh cũng không đạt được. Lan Diệu Y suy nghĩ rồi cười nói, hơn nữa, anh sử dụng linh khí, giới cổ võ đã lâu rồi không có tu chân giả xuất hiện. Nếu như bị những lão già kia phát hiện anh là tu chân giả thì anh có biết kết cục của anh không? Lan Diệu Y nói tiếp, hơn nữa, anh là dư nghiệt của nhà họ Tô Côn Luân, đến lúc đó sợ rằng đến cả Ali có lẽ cũng không thể bảo vệ được anh xác định muốn dốc toàn lực ở đại hội võ thuật trăm tông phái. Xác định, Tô Thương tự tin gật đầu, ngược lại anh khẽ cười, về phần hậu quả, thì cũng không phải là vấn đề mà cô cần suy nghĩ. Đề nghị vừa rồi của tôi, xem như cô đã đồng ý rồi đúng không? Đúng vậy, có thể. Lan Diệu Y gật đầu nói, chỉ cần anh lấy được hạng nhất, tôi sẽ lập tức dùng hai tay giao tả linh thạch cho anh. Được, một lời đã định.
Ánh mắt của Tô Thương rơi trên tà linh thạch, anh cười nói, nhưng mà, cô Diệu Y, để phòng ngừa, tôi cần bố trí một cấm chế trên tà linh thạch, miễn cho cô nghĩ không cẩn thận, thả tử khí ở bên trong ra ngoài. Ha ha, cái gì mà không nghĩ cẩn thận chứ? Lan Diệu Y liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Tô Thương, cô ta nói thẳng, anh sợ tôi giả vờ đồng ý với anh, sau đó sẽ tìm cơ hội mở tà linh thạch đúng không? Có vấn đề thì anh cứ nói thẳng ra là được, không nên quanh co lòng vòng, anh thật sự là một tên đàn ông gian xảo. Lan Diệu Y ghét bỏ mắng mỏ, sau đó nói, Lan Diệu Y tôi, từ trước đến nay đều là một lời đã nói ra nhất định sẽ không rút lại. Tôi đã hứa với anh thì tôi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng mà anh đã lo lắng, vậy thì cứ theo lời anh nói, bố trí một cấm chế. Lan Diệu Y chân thành nói, cảm ơn cô. Người ta là một cô gái hào sảng như vậy, ngược lại có vẻ như anh đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Có điều Tô Thương không bao giờ làm những chuyện không nắm chắc, nói lời cảm ơn xong, anh lập tức bấm quyết ngón tay, bắt đầu bố trí cấm chế. Một khi cấm chế được bố trí thành công, cho dù Lan Diệu Y có muốn đổi ý thì cũng không có cách nào thả tử khí ra. Anh bố trí cấm chế cần phải tiêu hao 100 viên thạch năng lượng. Tối thiểu phải là người có cảnh giới trúc cơ mới có thể đánh vỡ. Lan Diệu Y chỉ là thần tông đỉnh phong, cô ta không có năng lực này. A Ly ở bên cạnh bảo vệ, cấm bất cứ kẻ nào đến gần Tô Thương. Về phần Lan Diệu Y, cô ta đứng cách đó không qua, một đôi mắt đẹp nhìn Tô Thương từ đầu đến cuối, tràn ngập tò mò với người đàn ông quanh người đều có linh khí lấp lánh này. Lúc này, cổ trấn võ đang, cách đó 10 dặm. Cũng không phải là tất cả đệ tử của các tông pháp đều sẽ đến cổ trấn, có một bộ phận có sản nghiệp ở phụ cận. Gia tộc Tây Môn là một trong số đó. Cách đó 10 dặm, có một trang viên, nơi này là điểm dừng chân của gia tộc Tây Môn. Lúc này, trong một căn phòng yên tĩnh, một người đàn ông mặc trường bào long văn, tư thế oai hùng, đang khoanh chân tu luyện, chân khí quanh cơ thể bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ phi phàm. Anh ta chính là đại thiếu gia của gia tộc Tây Môn Long Ngâm. Hiện giờ gia tộc Tây Môn có hai vị thiên kiêu thiên tài, Tây Môn Long Ngâm là một trong hai người đó. Người còn lại thì là em trai của anh ta, tên là Tây Môn Hổ Tiếu, chính là vị thiên kiêu cùng đường đua với Thạch Cửu Thiên. Tây Môn Long Ngâm này là thiên kiêu số 1 số 2 trong giới cổ võ, dĩ nhiên là hạt giống số 1 số 2 của vị trí hạng nhất. Đại thiếu gia, thuộc hạ có chuyện cần báo cáo. Lúc này, âm thanh của một tên thuộc hạ ở ngoài cửa truyền vào. Không phải tôi đã nói với cậu, đại hội võ thuật trăm tông phái sắp tới, tôi cần phải yên tĩnh tu luyện, bất cứ chuyện gì cũng không được phép làm phiền tôi rồi sao? Tây Môn Long Ngâm nổi giận, anh ta không kiềm chế được rít gào, dù ông nội tôi có chết, cha tôi có mất thì cũng không được làm phiền tôi, cút. Nhưng mà, đại thiếu gia, cô Diệu Y đã xảy ra chuyện rồi. Tên thuộc hạ nhỏ giọng nói. Bù. Ngay sau đó, Tây Môn Long Ngâm lập tức xông cửa ra ngoài, vẻ mặt khẩn trương hỏi, Diệu Y, vợ của tôi bị làm sao? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Một giây trước, còn nói bất kể chuyện gì cũng không được làm phiền tới anh ấy, cho dù là ông nội hay cha chết rồi, cũng không được làm phiền đến sự yên tĩnh của anh ấy. Nhưng bây giờ, nghe được tin Lan Diệu Y xảy ra chuyện, Tây Môn Long Ngâm cũng không kịp thở. Lập tức chạy từ phòng ra. Cứ như thế, khiến người là của anh ta đều ngẩn người ra. L. Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc Diệu ra sao rồi. Trên mặt Tây Môn Long Ngâm hiện rõ hai chữ lo lắng, sốt ruột nói, tôi đã hẹn với mấy tên nhân tài kia rồi, trước đại hội võ thuật trăm phái, ai cũng không được lén lút đến tìm Diệu Y. Có phải những tên kia không giữ đúng lời hứa, đến Xuân Quang Lâu gặp Diệu Y rồi phải không hả? Tây Môn Long Ngâm nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ tột cùng. Thưa thiếu gia, không phải ạ. Tên thuộc hạ này lắc đầu, cậu ta không dám thất lễ, liền đem chuyện ở Xuân Quang Lâu, kể hết cho Tây Môn Long Ngâm. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một người thanh niên, náo loạn ở Xuân Quang Lâu, nói là muốn chơi. Tây Môn Long Ngâm nghe vậy, bỗng không kìm được cơn giận, sát ý hiện đầy trong ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đó là ai, tên là gì, đến từ môn phái nào, mà lại to gan lớn mật, dám đụng vào vợ tôi vậy chứ? Anh ta tên là Tô Thương, đến từ nhà họ Tô ở Giang Bắc,
chỉ là một dòng họ nhỏ thôi ạ, cao thủ đời trước là người mạnh nhất trong nhà, là cảnh giới tông sư ạ. Tên thuộc hạ này nói thêm, nhưng Tô Thương này lại rất mạnh, nghe nói là thiên tông đỉnh phong. Dòng họ nhỏ sao? Mạnh nhất là tông sư á hả? Tây Môn Long ngâm tức quá hóa giận, chửi như tát nước, con mẹ nó, loại tông sư rác rưởi cũng có thể thành lập gia tộc sao? Tô Thương, hừ, một con ếch ngồi đáy giếng từ đâu ra vậy, dám ảo tưởng ăn thịt thiên Nga à? Thực lực vợ của tôi biết rõ mồn một, thần tông đỉnh phong, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cô ấy, Tô Thương tất nhiên là sẽ không thành công hại cô ấy được rồi. Vợ tôi từ trước đến nay rất hiền lành, cô ấy sẽ không ra tay đánh người đâu, cùng lắm là chỉ đuổi Tô Thương đi thôi. Nhưng tôi thì lại không hiền lành được như thế Tô Thương phải không, hôm nay ông đây sẽ xẻ nát người. Tây Môn Long ngâm nổi giận đùng đùng, nhìn người biến mất trong màn đêm bay thẳng đến Xuân Quang Lâu. Sau khi Tây Môn Long ngâm đi, thì một người thanh niên mặc áo khoác dài da hổ, bước ra từ trong bóng tối. Xin chào nhị thiếu gia ạ. Tên thuộc hạ này lễ phép chào hỏi. Không sai. Người thanh niên mặc áo dài da hổ kia, chính là nhị thiếu gia của gia tộc Tây Môn Hổ Tiếu. Cậu gia và Tây Môn Long Ngâm, có đôi chút giống nhau, nhưng ánh mắt ẩn giấu một điều gì đó rất khó đoán. Tây Môn Hổ Tiếu gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tây Môn Long Ngâm rời đi, cười cợt nói, người anh trai này của tôi, cái gì cũng tốt, nhưng một khi dính dáng đến Lan Diệu Y, thì giống như kiểu mất hồn ấy, nháy mắt cái đã biến thành một tên chồng thô bạo rồi. Võ đang cổ trấn cũng không phải nơi tầm thường, kẻ giết người ở đó, tất nhiên sẽ bị xua đuổi rồi. Tây Môn Hổ Tiếu lạnh lùng cười nói, cho tới nay, tôi và anh ấy vẫn là đối thủ cạnh tranh, bọn tôi đều muốn tiếp quản gia tộc. Ông cố tôi sống được hơn 200 tuổi, rất coi trọng thứ tự con cháu, tàn dư của thời phong kiến rất nghiêm trọng. Anh hai là cháu trai trưởng, cho nên ông cố lại càng muốn hướng anh ấy đến vị trí ông chủ. Thực lực của Tây Môn Long Ngâm, cũng không cách biệt với tôi là bao, nếu ra tay thật, tôi không chắc có thể vượt qua anh ấy. Nhưng, nếu anh hai vì một người con gái, mà không cách nào tham gia đại hội võ thuật tông phái năm nay được, thì tất nhiên sẽ chọc giận đến ông cố rồi. Tây Môn Hổ Tiếu khẽ cười nói, đến lúc đó, vị trí ông chủ, trừ tôi ra thì còn có thể là ai được chứ, ha ha ha. Xin chúc mừng nhị thiếu gia trước ạ, tên thuộc hạ bên cạnh nịnh nọt cười nói. Chuyện này cậu làm được việc đấy. Tây Môn Hổ Tiếu nhìn về phía tên thuộc hạ này, cười như thể hài lòng, sau đó lấy ra một cái bình lưu ly được thiết kế tinh tế, nói tiếp, trong này có đan dược mà cậu muốn, sau khi ăn xong, việc đặt chân đến cảnh giới thần tông là không có vấn đề gì lớn cả. Cậu cứ dốc hết sức làm việc cho tôi đi, để ý thêm tình hình của anh hai tôi. Đợi tôi trở thành chủ của núi Côn Luân rồi, thì cậu sẽ có được rất nhiều thứ tốt đấy, Tây Môn Hổ Tiếu nói với giọng đầy dụ dỗ. Thuộc hạ của anh hai này, tên là Long Tam. Long, là lấy từ Long trong Tây Môn Long Ngâm, bởi vậy có thể thấy được Long Tam là thân tín của Tây Môn Long Ngâm. Nhưng kẻ thân tín này, đã bị Tây Môn Hổ Tiếu mua chuộc từ lâu rồi. Cảm ơn nhị thiếu gia. Long Tam nhận lấy bình lưu ly. Vô cùng vui sướng nói, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực, dốc hết sức làm việc cho nhị công tử ạ. Tây Môn Hổ Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó liền nhún người rời đi, quay về phòng yên tĩnh tu luyện. Không chỉ có Tây Môn Long Ngâm biết được tin tức, mà toàn bộ võ đang cổ trấn đều đang bàn luận chuyện xảy ra ở Xuân Quang Lâu. Lúc này, một người thanh niên khoác chiếc áo jacket ra, đi lại khắp cổ trấn. Không ngờ lại nghe được chuyện mà Tô Thương gây ra, trên mặt người thanh niên này, bỗng hiện ra một luồng sát ý. Kỳ lạ là, người thanh niên mặc áo jacket da này, xem ra cũng là một tên du côn đẹp trai đó chứ. Nhưng lại không có tóc, là một trên đầu chọc, trên đầu có 6 cái ấn giới khác trên đó. A-di-đà Phật, cậu thanh niên mặc áo jacket này chắp tay trước ngực, mở miệng niệm Phật, nó không ăn khớp nhau cho lắm, ánh mắt của anh ta tràn đầy sát ý. Thí chủ Diệu Y, không cần phải lo lắng, Bần Tăng sẽ bảo vệ cho cô. Tên Tô Thương này, tâm địa bất chính, Bần Tăng nguyện thay người trong thiên hạ cứu rỗi tên súc sinh này. Vừa nói xong, tên hòa thượng mặc áo jacket này, liền biến mất ngay tại chỗ. Anh ta là Phật tử của núi Bồ Đề, Phật hiệu là Vô Cơ, là người rất mạnh của thế hệ trẻ. Ông lão ở núi Bồ Đề đã từng nói,
1000 năm trước, cửa Phật không hề xuất hiện một đệ tử có tuệ căn như vậy. Nhưng, Hòa Thượng Vô Cơ lại vì một người con gái, mà lựa chọn hoàn tục, muốn phân rõ giới hạn với núi Bồ Đề, hơn nữa còn từng nói, nếu không lấy được diệu y, thì sẽ không tu luyện Phật Pháp. Như thế là hành vi đại nghịch bất đạo, vốn phải chịu sự trừng phạt nặng của núi Bồ Đề. Nhưng, núi Bồ Đề cũng không có xử phạt Vô Cơ, thậm chí có nịnh nọt đủ mọi cách, để Vô Cơ không có được thân phận của người thường, để tiếp tục làm đệ tử, giữ lại tu hành ở núi Bồ Đề. Bởi vì, tuệ căn của Vô Cơ, vô cùng kinh khủng, tuổi còn trẻ, mà đã có được một nguồn kiến thức Phật Pháp dồi dào, cho dù là thế hệ tăng nhân đời trước, cũng không thể chống lại anh ta. Núi Bồ Đề tất nhiên sẽ không để một nhân tài ra đi như thế, cho nên mới lựa chọn nhượng bộ, định dùng Phật Pháp dần dần cảm hóa Vô Cơ, để Vô Cơ quy y cửa Phật một lần nữa. Đáng tiếc, Vô Cơ rất khó dụ, thậm chí 3 năm gần đây, cũng không tu luyện Phật Pháp gì cả. Không sai. Thực lực của anh ta, đã dừng lại suốt 3 năm rồi, không tiến bộ được nửa bước, là vì tuân thủ lời hứa trước đó. Chưa cưới được Lan Diệu Y, thì cả đời này sẽ không tu luyện Phật Pháp nữa. Có thể tưởng tượng được, Lan Diệu Y lại có tầm quan trọng như vậy trong lòng Vô Cơ. Bây giờ nghe người qua đường bàn luận, có người nói năng ngông cuồng muốn chơi. Trong lòng Vô Cơ tức giận, cả người tức giận đùng đùng. Giờ phút này, anh ta có chút không ngờ phải Hòa Thượng, mà chính là một tên ma đầu giết người không chớp mắt. Tôi vì người ấy mà ra khỏi cửa Phật, cũng vì người ấy mà đại khai sát giới. Chấm chấm chấm. Đúng lúc đó, Mặc Đao thiếu gia vừa tới chỗ nghỉ ngơi ở nơi đó, cũng nghe nói được chuyện xảy ra ở Xuân Quang Lâu, bỗng tức giận mãi không thôi. Tô Thương đáng chết, rõ ràng đã có Tuyết Nhi rồi, còn đến Xuân Quang Lâu tìm Lan Diệu Y, đúng là một chân đạp hai thuyền, đáng chết thật. Sau khi tức giận, Mặc Đao bỗng nở một nụ cười bỡn cợt nói, ha ha, nếu như Tuyết Nhi biết được chuyện này, e rằng sẽ rất tức giận đó, dù sao thì người đàn ông của mình, đến Thanh Lâu ở tận đây, để trêu hoa ghẹo nguyệt, là phụ nữ đương nhiên sẽ rất tức giận rồi. Mình phải thông báo tin này cho Tuyết Nhi mới được, Tô Thương, để tôi xem anh giải thích thế nào với Tuyết Nhi đây. Giờ phút này, Xuân Quang Lâu, Tô Thương dừng lại mấy phút, cuối cùng cũng sắp xếp xong cấm chế rồi, bây giờ không lo tử khí đột nhiên dò dỉ ra ngoài nữa. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lan Diệu Y liền thu đá tà linh lại. Cô Diệu Y, đại hội võ thuật của trăm tông phái thì tôi nhất định giành được vị trí số 1, cô ở đây yên lặng chờ tin tốt của tôi đi. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau khi tạm biệt liền định rời khỏi phòng. Tô Thương, chuyện cưới tôi, anh không cần suy nghĩ thêm hay sao? Lan Diệu Y nhắc lại lần nữa, dùng đôi mắt đẹp nhìn sang Tô Thương, biểu cảm đầy chờ mong. Tạm biệt. Tô Thương cười lắc đầu, sau đó liền cùng Ali đi ra khỏi phòng. Cái tên này. Sau khi đưa mắt nhìn Tô Thương rời đi, Lan Diệu Y tức giận khẽ cắn môi, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ mất mát. Đây là lần đầu tiên cô chủ động lấy lòng một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên bị đàn ông từ chối. Cho tới nay, Lan Diệu Y được các đại thiên tài trong giới luyện võ nâng niu vô cùng. Thứ cô muốn, những người kia dù có phí hết tâm tư cũng phải đưa cho cô, chỉ vì để lấy được niềm vui của cô. Nhưng mà Tô Thương lại không thèm ngó ngàng gì đến cô, khiến trong lòng cô lại cảm thấy rất khó chịu. Có điều, như thế cũng tốt, chứng minh được Tô Thương không có ham muốn vẻ đẹp của mình hợp tác với anh ấy, mình sẽ lấy được sự tự do như mình muốn. Nhưng mà, vì sao mà mình cứ không thoải mái, thái độ của Tô Thương với mình, lại quá khinh thường rồi, cái cảm giác này mình nhất định phải trả lại cho anh ấy mới được. Lan Diệu Y nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại nghĩ ra được chủ ý. Nhất định phải đùa cợt Tô Thương một trận, báo thù rửa hận. Cũng đúng lúc này, cô nhận ra được ở dưới lầu Xuân Quang Lâu, có hai luồng khí tức cường đại, mà đều là người quen. Tây Môn Long Ngâm, Phật tử Vô Cơ. Lan Diệu Y đầu tiên nhận ra được chủ nhân của hai luồng khí tức này, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười, chắc hẳn họ đã biết Tô Thương lúc trước nói năng lung tung rồi, nên đến Xuân Quang Lâu là để dạy dỗ Tô Thương một trận đây mà. Ha ha. Nếu đã như vậy, tôi sẽ mồi thêm một mồi lửa nữa ha, Tô Thương, đừng trách tôi kéo thêm kẻ thù cho anh nha. Lan Diệu Y khẽ cười nói, nếu như cục diện này mà anh ứng phó không được, thì
thì có tư cách gì mà lấy được vị trí số 1, có tư cách gì mà làm chỗ dựa cho tôi chứ? Nghĩ đến đây, Lan Diệu Y một lần nữa đeo lên khăn che mặt màu trắng, nhưng cô không vội ra ngoài. Mà là cố ý làm rối tóc của mình, xé nát váy, vừa vặn không để lộ ra thịt của mình, nhưng lại nhìn được dáng vẻ cô bị tàn phá. Chấm chấm chấm. Lúc này, Tô Thương cùng Ali đi đến đại sảnh Xuân Quang Lâu, đang chuẩn bị ra ngoài, liền nhìn thấy Tây Môn Long Ngâm giận không kiềm chế được. Tây Môn Long Ngâm cao lớn thô kệch, dáng người cực kỳ khôi ngô, anh ta vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tây Môn Long Ngâm đến rồi. Ha ha, anh ta nhất định đến là vì Tô Thương, lần này thì Tô Thương chết chắc rồi. Tô Thương đã ở lại trong phòng mười mấy phút, không biết đã xảy ra chuyện gì với Lan Diệu Y rồi. Lan Diệu Y là cao thủ cảnh giới thần tông đỉnh phong, Tô Thương chắc chắn không làm gì được cô, có điều, Lan Diệu Y lương thiện giúp người, có lẽ vì Tô Thương mà biểu diễn tài nghệ rồi, định dàn xếp cho ổn thỏa đó mà. Chắc là như thế đó, nhưng mà cái này cũng không được nha, Lan Diệu Y là của những thiên tài độc chiếm mà, Tô Thương ở cùng phòng với cô ấy, dù là không làm gì, chỉ sợ cũng chọc giận những người kia rồi. Tây Môn Long Ngâm từ trước đến nay tàn bạo. Làm việc không xem hậu quả, huống hồ chuyện này liên lụy đến Lan Diệu Y, Tô Thương đừng hòng mà rời khỏi đây. Chấm chấm chấm. Mọi người bàn tán ầm ĩ, tất cả đều đang hóng xem náo nhiệt. Ai là Tô Thương, cút ra đây cho tao. Đúng lúc này, Tây Môn Long Ngâm cơ thể cường tráng đứng chặn ngay lối ra đại sảnh, tức giận, gầm nhẹ. Vù vù vù. Tô Thương còn chưa mở miệng trả lời, chốc lát hiện trường hơn chục con mắt liền nhìn vào Tô Thương. Tây Môn Long Ngâm theo đó mà nhìn qua, lạnh lùng hỏi, nhóc con, mày chính là con cóc đến từ Giang Bắc kia, Tô Thương hả? Tôi là Tô Thương. Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt Tây Môn Long Ngâm, khẽ cười nói, tôi là Tô Thương, nhưng tôi không phải con cóc, có điều tại chỗ này quả thực cũng có một con, vừa mới đến đây đã oang oác gọi bậy bạ rồi. Ha ha ha, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cười ra thành tiếng. Rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Thương. Hửm, mày đang nói gì chứ, ở đâu có cóc? Tây Môn Long Ngâm nhìn xung quanh, kết quả là đã nhanh chóng phản ứng lại được, giận không kiềm được mà nói, thằng nhóc này, mày dám trêu chọc tao sao? Không không không, tôi không trêu anh. Tô Thương liền vội vàng lắc đầu. Hửm, Tây Môn Long Ngâm hừm lạnh một tiếng, tính ra mày biết thức tỉnh đúng lúc đó, mày. Tao trêu đùa chính là cả nhà mày. Tô Thương nhìn Tây Môn Long Ngâm, cười nói, ý của tôi là, cả nhà mày đều là con cóc. Thân phận của Tây Môn Long Ngâm, Tô Thương đã từ trong cuộc nói chuyện của mọi người mà biết được. Người này đến từ gia tộc Tây Môn, mà gia tộc Tây Môn chính là kẻ thù lớn nhất của mình, Tô Thương đối với anh ta đương nhiên không lưu tình rồi. Đáng chết! Tây Môn Long Ngâm kịp phản ứng lại, tức giận nổi trận lôi đình nói, Tô Thương! Mày không chỉ ngang nhiên bất kính với vợ tao, còn dám khiêu khích tao, hôm nay không ai cứu được mày đâu. Vợ của mày là ai? Tô Thương nhíu mày nói. Lan Diệu Y chính là vợ của tao. Tây Môn Long Ngâm nghiến răng nói. Chuyện này có từ lúc nào vậy? Tô Thương cười đều nói, sao mà tôi lại không biết cô Diệu Y đã có gia đình vậy ta? Ha ha! Tây Môn Long Ngâm cười lạnh nói, đừng nói mày không biết. Cho dù là bản thân Diệu Y cũng không biết. Ặc, cái quái gì vậy? Khốn nạn, hóa ra thân phận, vợ, này, là tự anh ta cho hay sao? Ha ha! Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Thương nhịn không được mà cười thành tiếng. Cười cái rắm gì, chết đi! Tây Môn Long Ngâm thẹn quá hóa giận, trong mắt sát ý ngập trời, lập tức định xông thẳng hướng Tô Thương. A-di-đà Phật! Nhưng vào lúc này, Vô Cơ Hòa Thương mặc bộ áo ra, xuất hiện bên cạnh Tây Môn Long Ngâm. Anh ta chắp tay trước ngực, dưới gương mặt từ bi, ẩn giấu sát ý ngập trời. Vô Cơ, anh tới đây làm gì? Tây Môn Long Ngâm dừng tay, nhíu mày nói. Vô Cơ giọng điệu bình thản nói, tất nhiên là để cầu siêu cho Tô Thương rồi. Con mẹ nó chứ, sát nhân thì nói là sát nhân, cái cứt chó gì mà siêu độ chứ? Tây Môn Long Ngâm nhìn không được mà nói, anh đi đi. Tô Thương đắc tội với vợ của tôi, nhất định phải chết trong tay tôi. Hửm. Vô Cơ nhìn về phía Tây Môn Long Ngâm, lộ ra một nụ cười mà nói, thí chủ Long Ngâm,
anh vừa mới nói gì, ai là vợ của anh chứ? Tô Thương thấy vậy, không được Tây Môn Long Ngâm mở miệng, mà nói xen vào, anh ta đã nói rồi, vợ anh ta là Lan Diệu Y. Ha ha, ha ha ha, Vô Cơ nghe vậy, nhất thời cười lạnh hai tiếng, chắp tay trước ngực, hai mắt híp lại tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thí chủ Long Ngâm, anh nghiệp chướng nặng nề, tuổi già chắc chắn sẽ đau đến không muốn sống nữa, để bần tăng siêu độ anh đi, chết sớm để được đầu thai sớm, cũng tránh bị tra tấn thống khổ, bần tăng đây là vì muốn tốt cho anh thôi. Vừa nói xong, Vô Cơ tức giận, toàn thân phát ra ánh hào quang của Đức Phật, một ánh sáng vàng chói kinh khủng, tràn ngập bốn phía, làm người sợ hãi. Hòa thượng Vô Kê, mày cho rằng ông đây sợ mày sao? Vô Kê, tên của hòa thượng là U Di, phát âm là U Di, dịch là Vô Cơ, Tây Môn Long Ngâm cố ý đọc thành mấy di ơ, mê di ơ, nghĩa là Vô Kê không có gà móng đỏ ý chỉ gái lầu xanh. Tây Môn Long Ngâm không cam lòng chịu yếu thế, phóng ra một luồng uy thế cường đại, giằng co với Vô Cơ. Anh gọi tôi là cái gì? Vô Cơ nghe được lời Tây Môn Long Ngâm nói, biểu cảm co giật lên. Vô Kê. Tây Môn Long Ngâm khinh thường cười lạnh, Vô Kê, Vô Kê, không phải chính là không có gà móng đỏ hay sao chứ? A-di-đà Phật. Thí chủ Long Ngâm, anh nên lên đường, thế giới Tây Thiên Cực Lạc chào đón anh. Vô Cơ tức giận, liền định ra tay, Tây Môn Long Ngâm tất nhiên không khuất phục rồi. Hai người gươm súng sẵn sàng, không khí tại hiện trường hồi hợp tới cực điểm. Tô Thương bên cạnh, thấy vậy lộ ra một nụ cười. Định ở một bên xem náo nhiệt, chính mình hôm nay sẽ làm một người hóng hớt xem sao. Vô Cơ, Tây Môn Long Ngâm, hai người đừng đánh nữa, tôi đã là người của Tô Thiếu gia rồi. Ai ngờ lúc này, Lan Diệu Y bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, tóc dài lộn xộn, quần áo cũng bị xé rách, lộ ra vẻ cực kỳ thê thảm, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ còn có hai hàng nước mắt, vừa nhìn như là mới bị người khác cho. Lời của Lan Diệu Y vang lên tại hiện trường, lập tức gây nên làn sóng to gió lớn. Tô Thiếu gia, Tô Thiếu gia, Tô Thương, Lan Diệu Y, đã là người của Tô Thương. Tất cả mọi người đều mông lung, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ, đây chắc chắn không phải là sự thật. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Lan Diệu Y, đột nhiên tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt ửng hồng, quần áo còn bị kéo rách. Rõ ràng là từng bị người khác vật lộn qua lại mà. Tô Thương nói muốn chơi, chấm SOA khôi, kết quả đã làm được, để mỹ nữ xinh đẹp Lan Diệu Y cho. Châu bò thật chứ. Thiên tài giới luyện võ nhiều như vậy, tha thiết ước mơ lại không được cô gái này, mà để cho Tô Thương, một người không có danh tiếng gì phá trinh sao, tin tức này quá mức đột ngột nha. Soạt soạt soạt. Lúc này, ánh mắt mọi người tại hiện trường đều nhìn vào Tô Thương, muốn nhìn kỹ một chút cái gã đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của Lan Diệu Y, cuối cùng có hình dáng như thế nào. Tất nhiên, những người này chỉ đơn giản là hâm mộ Tô Thương, còn về chuyện căm giận anh ấy thì cũng không phải là sâu sắc gì. Bởi vì bọn họ biết, người con gái xinh đẹp giống như Lan Diệu Y, chắc chắn cũng không liên quan hệ đến mình, sớm muộn gì cũng thuộc về nhân vật lớn mà thôi. Vì thế, bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt là chính. Có điều, hiện trường có hai người, giận không kìm được, trong mắt sát ý lộ ra rõ ràng. Tô, Thương, Tây Môn Long Ngâm phản ứng lại, dùng đôi mắt liều chết nhìn vào Tô Thương, điên cuồng gào thét, mày dám ngủ với vợ của tao, dám cắm sừng tao, tao muốn mày phải chết. Khụ khụ, Tô Thương cười khổ giải thích nói, cái đó, nếu như tôi nói đây là hiểu lầm, anh có tin không? Hiểu lầm cái ông nội mày đó. Tây Môn Long Ngâm gầm nhẹ, sau đó ngưng tụ chân khí trong lòng bàn tay, bỗng nhiên đánh ra một năng lượng cường đại, hướng đến Tô Thương mà đánh giết. Thần Tông Trung Kỳ. Tô Thương sau khi tránh thoát được, liếc một chút liền nhìn ra cảnh giới của Tây Môn Long Ngâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lạnh lùng nói, không hổ là thiên tài tiềm ẩn gia tộc nhà Tây Môn, quả thực rất mạnh. Mặc dù là Thần Tông Trung Kỳ, nhưng mà chân khí trong cơ thể lại mạnh hơn nhiều so với tên sát thủ bị chém chết ở võ đăng cổ trấn kia, hẳn là anh ta có thể vượt cấp chiến đấu, có lẽ thần tông hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tô Thương tự tin cười nghĩ, nếu như mình chỉ dùng kiếm thương khung, thật đúng là đánh không lại anh ta,
nhưng đã có tháp hư không cùng với chìa khóa của Đông Phủ rồi thì đánh bại người này cũng không phải vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền định lấy ra chìa khóa của Đông Phủ trước, để chống lại Tây Môn Long Ngâm. Hừm! Lúc này, Tây Môn Long Ngâm không do dự nữa, cánh tay vung lên, hội tụ một luồng chân khí khủng khiếp ở giữa hai bàn tay, cuối cùng tạo thành một luồng chân khí hình cầu cỡ bằng quả dưa hấu, tản ra uy thế to lớn. Một trưởng này của tao, có thể giết chết thần tông trung kỳ, ha ha, chết ngay cho ông. Tây Môn Long Ngâm nghiến răng nghiến lợi, sau đó bỗng nhiên ném quả cầu năng lượng đó ra. Cậu chủ, Ali lộ vẻ lo lắng, linh hồn truyền âm nói, để tôi giết anh ta đi. Không cần, tôi có thể đối phó được. Tô Thương âm thầm trả lời, sau đó định lấy ra chìa khóa của Đông Phủ, đánh tan đòn công kích của Tây Môn Long Ngâm. Nhưng vào lúc này, Phật tử vô cơ, cơ thể lấp lóe, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tô Thương. Quả cầu năng lượng mà Tây Môn Long Ngâm đánh ra, lập tức đánh vào cơ thể vô cơ, hiện trường truyền đến một tiếng vang trầm đục, ánh sáng chói mắt, ngay sau đó dư âm từ cuộc chiến tản ra tứ phía. Đợi ánh sáng tiêu tan đi, mọi người nhanh chóng di chuyển ánh mắt nhìn qua. Vô cơ lúc này, cô hề có bất kỳ tổn hại nào, quanh thân anh ta được bao phủ bởi phào quang của Phật Pháp, giống như một tấm giáp kim cương, không gì xâm phạm được. Còn quả cầu năng lượng mà Tây Môn Long Ngâm đã phóng ra, thì không còn sót lại chút gì, rõ ràng đã bị vô cơ đánh tan. Vô cơ, anh làm cái gì thế, vì sao ngăn cản tôi? Tây Môn Long Ngâm nhìn chăm chú Phật tử vô cơ, chất vấn. Bần Tăng nói, Tô Thương chỉ có thể chết trong tay Bần Tăng. Vô cơ đầu tiên là trả lời Tây Môn Long Ngâm, sau đó xoay người, ánh mắt nhìn vào Tô Thương, giọng điệu lạnh lùng nói, thí chủ Tô Thương. Anh có duyên với Phật chúng tôi rồi, nhất định sẽ sớm đăng cơ, Bần Tăng tới đây là để siêu độ anh, không cần cảm ơn Bần Tăng, đây là chuyện mà Bần Tăng phải làm. Vừa nói xong, vô cơ tức giận Tây Môn Long Ngâm, bỗng nhiên ra tay, định tiêu diệt Tô Thương. Lại là một tên thần tông trung kỳ. Ha ha, năm nay đại hội võ thuật trăm tông phái, quả nhiên không giống bình thường, khó trách Lan Diệu Y nói, mình chưa hẳn có thể đứng được ở top 3. Tô Thương trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, nhưng anh lại không hề hoảng hốt, cũng không thèm để mắt đến những thứ này. Nhưng mà, Tô Thương đã không tự mình ra tay. Với sức chiến đấu của anh bây giờ, nếu đánh nhau thật, dùng hết thủ đoạn, dù là Phật tử vô cơ cùng Tây Môn Long Ngâm liên thủ, anh cũng có thể giết được. Nhưng nếu như thế, chắc sẽ là một trận tử chiến, chính mình sẽ bị thương, e rằng chỉ qua mấy ngày thì không có cách nào mà khỏi hẳn. Mà bên trong giới luyện võ, tất nhiên không chỉ có hai vị thiên tài thần tông trung kỳ là Phật tử vô cơ cũng Tây Môn Long Ngâm. Nếu như mình lộ át chủ bài, giết chết hai người này, đầu tiên sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi, sau đó bị đuổi ra khỏi võ đang cổ trấn. Tất nhiên, Tô Thương có thể lựa chọn không giết hai người này, chỉ đem họ đánh trọng thương. Nhưng cứ như vậy, chính mình nhất định sẽ bị nhiều người chú ý, nhất là các thiên tài khác để ý đến. Thà rằng như vậy thì cứ giao cho Ali đối phó, mình cứ giấu rốt trước, khi đại hội võ thuật trăm tông phái diễn ra thì mình sẽ dương ra quyền cước. Ali, giao cho cô. Thế là, Tô Thương bí mật truyền âm nói, đả thương là được, Phật tử vô cơ, người này trời sinh tuệ căn, giữ lại trước đã. Còn về Tây Môn Long Ngâm, ha ha, thiên tài gia tộc Tây Môn, giữ lại anh ta cho tôi, nếu gặp được anh ta ở đại hội võ thuật trăm tông phái. Tôi mà ở trên võ đài, tôi sẽ giết anh ta trước mắt mọi người. Vâng. Ali cung kính trả lời, sau đó ánh mắt nhìn vào trên người vô cơ, vẻ đầy sát khí. Cô ấy chỉ vừa mới vung nhẹ tay, liền có một lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh bay Phật tử vô cơ. Phốc. Vô cơ ngã bay ra ngoài, cơ thể đụng trên vách tường rồi mới dừng lại, hoảng sợ nhìn Ali, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, Bần Tăng từng thấy qua. Dù là thánh địa lão phương trưởng của Phật môn, cũng sẽ không khiến mình e ngại như vậy, cô là võ thần lục địa hay sao? Soạt! Cảnh tượng xảy ra ở hiện trường, lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi cực lớn, thận trọng nhìn về Ali. Cái gì, Phật tử vô cơ, một thân Phật Pháp hoành tráng như thế, có thể xưng là thiên tài tuyệt đỉnh, kết quả lại bị cô gái này một chiêu đánh bay, thật không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy là ai chứ? Thế mà đứng sau Tô Thương, chẳng lẽ lại có giao tình với Tô Thương sao?
Chắc chắn thế rồi, hơn nữa còn không phải là giao tình theo kiểu bình đẳng, ánh mắt cô ấy nhìn Tô Thương đầy vẻ cung kính, có lẽ là thuộc hạ của Tô Thương. Cái này, không thể nào, cô gái một chiêu đánh bay Phật tử, sao lại là thuộc hạ của Tô Thương được chứ? Võ thần lục địa, Phật tử đoán cô ấy là võ thần lục địa, thật sự có cảnh giới này sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.